Chương 611, tổn thất thê thảm. Đường Phong cười cười với y, biết nhị ca này chỉ là nói nhăn cuội, nên không thèm để ý, chỉ nói, nếu đã ra hết rồi vậy nhanh về đi thôi. Một số đệ tử đường gia đã rút lui rồi, trên đường cẩn thận một ít, nghìn vạn lần đừng để bị bắt gặp, từ, mấy người gật đầu, lợi dụng bóng đêm xuất phát về hướng đường gia bảo, hai canh giờ sau, bốn người trở lại đại trạch đường gia, lúc này sắc trời đã sáng, lén lút tiến vào trong viện, đường phong nói mấy người trước tiên theo ta quay về sảnh tuyền cư một chuyến người đường gia đoán chừng còn phải một canh giờ nữa mới có thể quay về bảo thừa dịp lúc này hãy phân chia đồ đoạt được một chút đi mọi người nghe xong hai mắt sáng ngời nhanh chóng gật đầu tiến vào trong thính tuyền cư đường long và đường tử thư tháo hai gói đồ lớn ra lập tức những dược liệu rực rỡ đủ loại đập vào mắt mọi người dược liệu ở đây không cái nào là không vô cùng trân quý có một số tuy rằng có thể mua được ở bên ngoài nhưng chưa lâu năm. Mà có một có dù có tiền cũng không mua được thứ tốt. Với nhãn lực và kiến thức của đường phong, đương nhiên cũng biết mức độ quý báu của những dược liệu này. Hai người đường long và đường tử thư ra tay cũng đủ độc, trộn đi hết toàn bộ thuốc quý đáng giá trong vài mẫu dược viên. Một số ít dược liệu còn chưa trưởng thành chẳng đáng tiền cũng bị phá hủy tận gốc rễ. Chỉ riêng chiêu ấy thôi cũng đã khiến cho trung gia bị hao tổn nghiêm trọng muốn xây dựng lại vài mẫu dược viên đó không có hơn 10-20 năm thì hoàn toàn là không thể. Mà một số ít dược liệu quý giá bất kể thế nào cũng rất khó trồng, đều ở đây hết, đường tử thư kích động nói, ngẩng đầu lên nhìn đường phong hỏi, thập thất đệ, các ngươi tìm được cái gì rồi, đường phong gật đầu, cho tay vào ngực lấy ra một khối linh thạch. Hai mắt đường long và đường tử thư sáng ngời, kêu lên, linh thạch, còn chưa nói hết, đường phong lại lấy ra thêm một khối, khối thứ ba, khối thứ tư. Đường Long và Đường Tử Thư cùng há hốc mồm, con người ngay dại ra. Duy nhất chỉ có đường điểm điểm là bộ dạng tỏ ra chẳng thấy lạ, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, nhưng hơi thở gấp cáp đã hoàn toàn bán đứng nội tâm kích động của nàng. Vài người thân là đệ tử tinh anh trẻ tuổi một đời của đường gia, đương nhiên đã tiếp xúc qua linh thạch, thế nhưng đường gia 10 năm mới có một hai trăm khối như vậy mà thôi, mà những linh thạch này hầu hết là đều cấp cho Đường Ngạo Đường Duệ cùng với những cao thủ thiên giai đỉnh cao trùng kích tới linh giai sử dụng. Luân Phiên đến trên tay bọn họ, một năm một khối cũng tốt lắm rồi, còn những đệ tử trẻ tuổi khác của Đường gia căn bản thấy đều chưa từng thấy qua, thế nhưng hiện giờ, trước mặt bọn họ, bình bình tròn tròn bày ra ít nhất có hơn 40 khối linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy đặt cùng một chỗ, Đường Tử Thư chưa từng thấy qua, Đường Long cũng chưa từng thấy qua trong mắt hai người đều có chút đỏ ngầu, hơn 40 khối linh thạch được xếp cùng một chỗ, linh khí bức người, vài người tham lam hít lấy không khí, cảm thấy tinh thần trong sạch sản khoái, lấy xong linh thạch, đường phong lại lấy ra một bình đan dược, tiếp theo là một quyển bí kíp võ công, lại tiếp theo là vài món thiên binh. Liên tiếp ném trên mặt đất, trong chốc lát, trước mặt mọi người vật đó xếp thành một ngọn núi nhỏ, liên tục cho đến khi đường phong ngừng động tác, đường long và đường tử thư vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác nhìn đồ vật trước mắt, ực ực, vài tiếng nuốt nước bọt phát ra, đường tử thư liếm liếm đôi môi khô khốc, mở miệng nói, thập thất đệ, đệ làm trò ảo thuật đấy à, nhiều đồ vật như vậy, căn bản là không thể cho hết vào trong người được, hơn nữa trên người đường phong trống trơn, vậy từ đâu mà lấy ra những thứ đó, đường phong cũng không trả lời hắn, chỉ mỉm cười nói, tất cả đều tại đây, đối với bọn họ tất cả chỗ này xác thực đều hữu dụng về phần từ trong cấm địa trung gia lấy được khoáng thạch và bách hoa dược vương đỉnh đường phong cũng không lấy ra vài thứ đó quá lớn lấy ra sợ sẽ làm kinh động hơn nữa đường phong còn có chút tâm tư khoáng thạch mình cần mà bách hoa dược vương đỉnh có thể tặng cho mạc sư tỷ trong phòng yên tĩnh vô cùng chỉ có tiếng tim đập mãnh liệt của mấy người truyền đến đường phong nhìn ba người biết bọn họ trong lúc nhất thời quá mức kích động nên cũng không quấy nhiễu bọn họ chỉ yên lặng chờ đợi qua thời gian nửa chén trà đường long và đường tử thư đồng thời thở nhẹ một hơi đường tử thư nói vốn ta cho là chúng ta lục soát được nhiều dược liệu trước khi rời đi còn phóng hỏa công lao không nhỏ nào ngờ lục sư muội và thập thất để các ngươi còn lợi hại hơn đường điểm điểm vội vã xen vào nói chúng ta còn giết một cao thủ linh dai đường long khẽ cười nói lục muội nên đi ngủ đi cao thủ linh dai nói giết là giết hay sao đường điểm điểm ấm ức nói thật sự là giết mà Tên Trung Sơn kia các huynh cũng biết, y ngồi ở trong đó chữa thương, bị chúng ta quấy rối, sau đó thì tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó là bị thập thất đệ chửi rủa mà chết. Đường Long và đường tử thư ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nhìn đường phong hỏi, là chết thật ư, khụ khụ, đường phong ho nhẹ một tiếng, là vận số tên Trung Sơn không tốt, không có gì hay mà nói cả. Trước tiên phân chia mấy thứ này đi, bằng không thì chờ phụ mẫu ta trở về mà thấy là không xong đâu hai người kia cũng không giống như đường điểm điểm dễ bị lừa gạt đường phong thật sự không muốn nói thêm về chuyện chung sơn nữa đường long và đường tử thư nghe vậy gật đầu đường long nói nếu đồ vật ở đây hầu hết là do các ngươi lấy được vậy thì thập thất đệ làm chủ phân chia ra đi nhị ca không oán gì cả ta cũng vậy đường tử thư gật đầu đường phong chỉ trầm ngâm chốc lát cũng không chối từ nhìn lướt qua số linh thạch này một chút rồi đem chia làm ba phần đẩy về trước mặt ba người đường tử thư vội vàng nói thập thất đệ làm gì vậy? Ở đây chúng ta có bốn người, đệ lại chia linh thạch làm ba phần, đệ một viên cũng không cầm, vậy làm sao chúng ta dám nhận, đường phong biết bọn họ sẽ từ chối. Chỉ là trong không gian mị ảnh của mình còn có mấy trăm khối linh thạch, thậm chí còn có 78 khối linh thạch trung cấp, ba khối linh thạch cao cấp vẫn chưa hề động tới, nếu dành những thứ này với bọn họ thì lòng sao yên, nghe đường tử thư nói vậy, đường phong cười đáp, tiểu đệ làm vậy đương nhiên là có lý do, hơn nữa cũng có chút tâm tư. Đường Long nói, nếu thập thất đệ không nói rõ căn nguyên, chúng ta sẽ không thể tiếp thu cách chia như vậy. Đường Phong nói, vậy tiểu đệ nói thẳng, thứ nhất hiện giờ ta chỉ là thiên giai hạ phẩm, chưa cần dùng đến linh thạch để phụ trợ tu luyện, khác với nhị ca tam ca các ngươi, các ngươi đã tới thiên giai thượng phẩm. Sau này muốn đạt tới linh giai ác không thể thiếu linh thạch được. Thứ hai, đệ, không lấy linh thạch, nhưng lại muốn dược liệu này những dược liệu này đối với ta mà nói rất hữu dụng mong được thành toàn dược liệu tại linh mạch chi địa sản xuất ra sao có thể kém mạc lưu tô hiện nay chế thuốc cần đủ loại dược liệu quý giá nếu mang về cho nàng có thể còn có chút tác dụng những dược liệu này đối với chúng ta mà nói căn bản là vô dụng nếu thập thất đệ cần thì cầm đi nhưng linh thạch này vẫn phải chia thành bốn phần đường long nói như đinh đóng cột căn bản không cho thương lượng đường phong lại đau đầu trong lòng biết nhị ca hắn không muốn là người lợi dụng lập tức nói vậy thì tiểu đệ cầm vài khối nhị ca ngàn vạn lần đừng từ chối nữa nói xong đường phong vừa đi qua trước mặt mỗi người cầm lên một khối linh thạch tuy rằng đường phong chỉ lấy ba khối nhưng hắn lại độc chiếm dược liệu trân quý cách thức phân chia như vậy mặc dù không đúng ý nguyện mọi người nhưng dù sao cũng miễn cưỡng chấp nhận được phân chia linh thạch xong đang dược còn lại cũng chia theo bình quân theo nhu cầu những đang dược này không quá quý trọng nhưng cũng là đang dược hỗ trợ tu luyện có thể gia tăng một chút công lực. Tiếp theo là đến vài thanh thiên binh kia. Trên tay đường phong không thiếu thiên binh, đường điểm điểm lại đã có hoang ca kiếm. Chỉ có đường long và đường tử thư mỗi người lấy một thanh, còn lại lại được đường phong thu vào trong túi. Tiếp sau đó chính là quyển bí kíp võ công. Mấy người đều hiểu đạo tu luyện cần tin chứ không phải ở nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bí kíp võ công của Trung gia, điều này đường phong lại được lời toàn bộ đồ vật đều phân chia xong, ngoài trừ đường phong ra ba người kia đều vui mừng lộ rõ trên mặt. Đêm qua có thể nói là gặt hái lớn, đi vào trung linh cốc chém giết hơn 10 đệ tử trung gia, trong đó bao gồm ba người lựa chọn tham chiến đại tỷ thí gia tộc, cùng với một vị cao thủ linh giai, lại còn cướp sạch vài mẫu dược viên của trung gia, phóng hỏa đốt nhà trung gia, không có hành động nào là không vĩ đại. Mà tất thảy những điều đó, hầu như đều là công lao của đường phong trong lòng mọi người hiểu rõ, đường Long hôm nay cũng không dám xem thường đường phong nữa, mọi người về nhà mình đi. Việc đêm qua ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, đường tử thư căng dặn một câu, tuy rằng đêm qua bọn họ có công lao không nhỏ, nhưng dù sao cũng là lén lút chạy tới đó, nhỡ bị gia chủ biết được, việc trách phạt chắc chắn không tránh được. Đương nhiên, đổi lại cũng sẽ giành được sự khen thưởng lớn, nhưng so với những thu hoạch này mà nói, khen ngợi của gia tộc chẳng đáng kể gì. Đường Tử Thư và Đường Long lập tức cáo từ, lúc đi tới cửa, Đường Long đột nhiên quay đầu lại nói, "Thập Thất Đệ, tên trung sơn kia có thật là bị ngươi chửi rủa mà chết không?" Đường Phong gật đầu, Đường Long giơ ngón cái lên, "Thập Thất Đệ chửi hay lắm, mắng giỏi lắm, ha ha ha." Đường Điểm Điểm lấy tay che miệng nhỏ nhắn, ngáp. "Thập Thất Đệ, ta cũng đi, một đêm lăn lộn, thể xác và tinh thần nàng mệt mỏi, hiện giờ thầm nghĩ nhanh chóng trở về ngủ thôi." Ung, um, Lục Tỷ đi thông thả. Đường Phong khẽ cười, cùng lúc đó, cấm địa trung gia, một đống người đứng trước sơn động sụp đổ, kinh ngạc nhìn. Sắc mặt trung bố sở tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy. Thần sắc trong một đêm dường như đã già thêm 10 tuổi, toàn bộ sau cốc trung gia là một mảnh hỗn độn. Chỗ lửa cháy lớn sau nhà tuy đã được dập nhưng hơn 10 xương phòng đã bị thiêu hủy, thủ đoạn kẻ địch ti tiện khiến người khác phẫn nộ. Đêm qua, trung gia tổn thất thảm trọng trăm năm chưa gặp, Mặc dù là 20 năm trước tổn thất trong cuộc đại chiến với Đường gia nhưng cũng không bằng lần này, đệ tử gia tộc tử vong hơn 300, trong đó thiên giai chết hơn 70 người, thiên giai thượng phẩm thì có 10 người. Tổn thất như vậy tại trong linh mạch chi địa, ngoại trừ hai nhà trang bố có thể tiếp nhận ra, bất luận gia tộc khác đều không thể tiếp nhận, chung gia cũng không thể, chỉ một đêm, một đêm mà thôi, tuy rằng những tổn thất này thảm trọng, nhưng cũng không đến mức khiến chung bố sở tức giận đến như vậy khiến cho hắn ta để tâm chính là tổn thất trước mắt. Một số đệ tử trung gia đã làm thông thông đạo sơn động bị sập, mang mấy thi thể máu thịt lẫn lộn từ bên trong ra. Tất cả đều là thi thể của đệ tử tham gia đại tỷ thí gia tộc trong 3 tháng tới. Bọn họ đã chết, 3 tháng sau trung gia lấy ai tham chiến. Trung bố sở chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể già nua khẽ lão đảo. Ngay khi đệ tử trung gia mang thi thể cuối cùng từ trong ra thì là lúc trung bố sở không kìm được nữa, học ra một nguồn máu tươi lão đảo vài bước, suýt nữa thì ngã, đó là một thi thể không đầu, nhưng từ cách ăn mặc và thể trạng xem xét, rõ ràng là Trung Sơn mấy tháng trước đã đi vào cấm địa bế quan chữa thương, toàn bộ người Trung Gia đều trầm mặt. Một cao thủ linh giai của Trung Gia tại cấm địa lại bị người ta chém đầu, sỉ nhục như vậy thật không ai chịu đựng được, đường gia. Ta muốn các ngươi chết không được yên lành, Trung bố sở ngửa mặt lên trời gào, âm thanh tang thương phẫn nộ vang vọng toàn bộ Trung Linh Cốc. Đêm qua, không chỉ có toàn bộ người Chung gia trắng đêm không ngủ, thì ngay cả Đường gia cũng như vậy, bốn vị linh giai Đường gia mang theo 200 thiên giai đi vào trung linh cốc báo thù. Chuyện này rất nhiều người biết, sự việc liên quan đến lợi ích cùng sự an nguy của người thân gia tộc, bọn họ làm sao mà yên lòng đi ngủ được, trời còn chưa sáng, trước cửa chính nhà lớn của Đường gia đã tụ tập vô số người mong mỏi chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhiều người tới đây tụ tập cũng may bốn người đường phong trở về sớm hơn một chút, hơn nữa lại lén lút đi vào từ cửa sau, bằng không chắc chắn sẽ bị những người đó chắn kín. người tuy nhiều nhưng lại vô cùng yên lặng. Thần sắc trên mặt mọi người đều lộ vẻ sốt ruột. Bọn họ biết đệ tử đường gia lần này mạo hiểm đi vào trong chung linh cốc là nguy hiểm đến tính mạng, 200 người đi vào, không biết có bao nhiêu người trở về mà không bị tổn hao gì, chờ đợi đến giờ thìn, Bốn vị linh giai Đường gia mang theo một đội nhân mã cuồng cuộn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, những người Đường gia đang chờ đợi này đều hoang hô, nghẹn ngào, bởi vì đệ tử Đường gia trở về này tuy rằng hầu hết người nào cũng bị thương, hai tay người nào cũng dính đầy máu tươi, thậm chí có mấy người còn mất cánh tay, gãy chân, được người khác khen về, nhưng số người trở về dù sao cũng vượt qua mong muốn của mọi người. Chương 612, ai làm, đứng ra. Đưa mắt nhìn toàn bộ ít nhất có hơn 150 người bình an trở về. Hơn 150 người này chậm rãi đi tới, mang theo sát khí máu tanh ngút trời, thế nhưng trên mặt người nào cũng đều tràn ngập sự vui mừng của đại cừu đã báo. Các đệ tử đường gia chờ tại cửa chính nhanh chóng tiến lên đón lấy mấy người anh em ruột thịt bị thương rất nặng nhanh chóng đưa vào bên trong nhà cứu chữa. Những đôi mắt còn lại trong mong nhìn hai vị gia chủ, chờ đợi một đáp án đối với việc đêm qua tập kích bất ngờ. Mặc dù từ những dáng vẻ vui mừng của đệ tử đường gia đã đoán biết ra một chút manh mối, nhưng dù sao cũng không thể chứng thực được. Đường ngạo nhìn lướt qua mọi người, dùng giọng nói thông thả trầm thấp, ngắn gọn nói, thắng, thực sự thắng. Có thể ở trong chung linh cốc dết xong lại quay ra, 200 người mang đi trở về hơn 150 người, bất luận tình hình phía bên chung gia thế nào, đường gia cũng thắng. Huống chi, tổn thất bên chung gia thảm trọng, con số đệ tử tử thương nhiều hơn so với đương gia. Tuy rằng đường ngạo không biết cấm địa chung gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhất là chung sơn cuối cùng bạo phát khí thế linh dai, khiến đường ngạo càng lưu tâm. Mọi người đường gia sau dây lát trầm mặt thì bùng lên tiếng hoang hô vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc tất cả đi nghỉ ngơi đi. Ai có thương chữa thương, không bị thương thì khôi phục, trong thời gian này phải canh phòng nghiêm ngặt chung gia đến trả thù. Đường ngạo phất phất tay nói, dứt lời đi vào nhà lớn đường gia, để mặc đệ tử đường gia vui sướng cùng nhau. Hơn 150 người trở về nghiễm nhiên trở thành công thần của đường gia. Một số đệ tử đường gia này không thể đi vào mặt sức để một hai huynh đệ tỷ muội thân quen tóm lấy không ngừng hỏi về trận chiến đấu đêm qua. Nghe bọn họ thuật lại tình hình mình tự tay đâm cừu địch thì càng cảm thấy hả lòng hả dạ. Tuy nhiên, những người trở về này đều không ngoại lệ cùng cảm thấy nghi hoặc đối với hai sự kiện một là lúc trời sắp sáng sau Trung linh cốc một cao thủ linh giai bạo phát khí thế, cấm địa Trung gia sụp đổ, hai là sau nhà Trung gia bị đốt cháy, hai sự việc này quá mức kỳ lạ không ai hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao nơi đó là hậu phương lớn của Trung gia, đường gia chỉ có đi 200 người, hắn là không ai có thể đánh giết tới đó, tuy nhiên bọn họ cũng biết. Lúc này đây nhiều người trở về như vậy cũng là nhờ phúc của hai sự kiện đó. Lúc giây phút rút lui sau cùng, nếu không có hai sự kiện đó lôi kéo sự chú ý của hầu hết các đệ tử chung gia bọn họ không thể dễ dàng chạy thoát ra khỏi chung linh cốc số người tử thương tuyệt đối chỉ tăng chứ không giảm nhưng rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy tất cả mọi người đều không hiểu đường phong đang ở trong thính tuyền cư tắm rửa thay đổi y phục sạch sẽ đợi một lát sau đường đỉnh thiên và diệp dĩ khô cũng đều đã trở về tuyết nữ cố ý qua quan sát đường phong một chút phát hiện hắn không có gì khả nghi Lúc này mới yên lòng, sự náo nhiệt của đường gia kéo dài vài ngày, đã trong nhiều ngày rồi, hầu như mọi người đều bàn luận đại chiến đêm hôm đó tại Trung Linh Cốc, tự mình trải qua thì thao thao bất tuyệt, hoặc giải thích đúng sự thật, hoặc trắng trợn nói khoác, những người nghe khác được như bị say rượu, đường gia bảo mấy ngày nay cũng phòng thủ nghiêm mật, chỉ sợ người trung gia trong cơn tức giận quay về giấy binh đến xâm phạm. Nhưng, trung gia lần này bị lỗ vốn lớn như vậy nhưng không hề có động tĩnh gì dường như là chấp nhận. Ngược lại khiến cho đường ngạo, đường duệ có chút lo lắng. Tuy nhiên mấy ngày sau, một thám tử hồi báo, khiến đường ngạo đường duệ hoàn toàn buông bỏ sự lo lắng. Trung gia không phải là không muốn trả thù, mà là hữu tâm vô lực. Trận chiến đêm đó, tổn thất của Trung gia vượt xa ngoài dự đoán của đường ngạo đường duệ. Căn cứ theo tin tức của tên thám tử này đi tìm hiểu, đêm đó tại Trung gia không chỉ chết hơn 70 thiên giai, trong đó bao gồm 10 cao thủ thiên giai thượng phẩm. Thậm chí ngay cả cao thủ linh giai Trung Sơn cũng chết quan chết uổng Không biết đệ tử nào của đường gia đã một đao chém bay đầu hắn ta. Trung Sơn đã chết. Trong linh mạch chi địa trăm năm nay lần đầu tiên có một cao thủ linh giai bỏ mạng. Chuyện lớn như vậy, người Trung gia dù muốn giấu giếm cũng không được. Không chỉ Trung Sơn đã chết, ngay cả mấy đệ tử Trung gia ba tháng sau sẽ tham gia cuộc đại tỷ thí của gia tộc cũng chết gần hết. Vốn năm người được chọn giờ chỉ còn lại yêu nữ Trung lộ kia còn đang sống tạm nhân thế. Cấm địa trung gia đã sụp đổ, hoàn toàn biến thành một đống phế tích, gia chủ trung gia trung bố sở khí huyết công tâm, tức giận thổ huyết tại chỗ trọng thương, chán nản không phấn chấn. Nghe đồn cũng chẳng mấy chốc mà rời bỏ nhân thế, hiện giờ đang ở trong trung linh cốc dưỡng thương, gia chủ tức giận đến nội thương, một cao thủ linh giai bị chết, cấm địa bị hủy, đệ tử trung gia hiện tại nhân tâm hoảng hốt, đâu có tâm tình mà đi báo thù đường gia, tin tức này là thật. Ngay khi biết được tin tức này hai người đường ngạo và đường duệ xưa nay thần sắc không dao động thì lập tức thay đổi, cả người hai vị lão nhân kích động rung lên. Tuy rằng đã dự đoán Trung Sơn Đại Khái chẳng có kết cục tốt gì rồi, nhưng khi bọn họ biết được Trung Sơn thật sự bị người ta một đao chặt bỏ đầu chết đến mức không thể chết hơn được nữa, sao có thể không kích động chứ? 20 năm trước, đệ tử đường gia chết trong tay Trung Sơn còn ít sao? Đúng vậy gia chủ, tên thám tử đường gia khẳng định đáp, đường ngạo đường duệ nhìn nhau, không kìm được phá lên cười to, tiếng cười cuồng cuộn vọng khắp toàn bộ nhà lớn Đường gia, khiến mọi người chẳng biết tại sao. Tuy nhiên Đường Ngạo Đường Duệ cũng biết, chung bố sở bị tức thổ huyết đến trọng thương là thật, còn không lâu nữa rời bỏ nhân gian thì chưa rõ lắm. Cao thủ Linh giai thường có tâm tính kiên định, ngay cả trong lúc nhất thời cũng khó mà chấp nhận được sự tổn thất nặng đến như vậy, nhưng cũng sẽ không đến mức đi đời nhà ma ngay đâu. Chắc là đệ tử chung gia nghe nhầm truyền bá lung tung ra ngoài điều tra tất cả mọi người xem là ai làm, đường ngao thu lại nụ cười, ngừng sự kích động trong nội tâm mở miệng hỏi, đệ tử không tra được ra, hình như người trung gia cũng hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục điều tra, điều tra ra, lão phu muốn hắn đẹp mặt. Đám tiểu súc sinh này dám ẩn náu ư, phạm chuyện lớn như vậy mà cũng không biết thông báo, còn thể thống gì nữa, đường ngạo tươi cười đầy mặt nói, vâng, chờ chút, đường ngạo lại gọi lại thám tử đang chuẩn bị lui đi, trầm ngâm dây lát, nói không cần ngươi đi lão phu đích thân ra tìm nói xong cùng đường duệ bước nhanh ra khỏi phòng nhanh chóng muốn đi tìm hiểu rốt cuộc là công lao của đệ tử đường gia nào bên trong thính quyền cư đường phong đang cùng đường điểm điểm bàn luận chiêu thức sau khi trải qua trận chiến sinh tử đêm hôm đó thực lực của lục tỷ tăng lên rất nhiều cũng không thể nói là tăng lên chỉ là trận chiến đấu đêm hôm đó đã khiến tỷ phát huy được thực lực thật sự của mình mà thôi Đường Điểm Điểm hiện nay gần như là đủ thực lực của một thiên giai trung phẩm tiêu chuẩn, không còn non nớt kinh nghiệm trong chiến đấu nữa. Hiện giờ Đường Điểm Điểm đang vô cùng đắc ý, Đường Phong cũng không đã kích nàng, chỉ dùng thực lực thiên giai hạ phẩm để luận bàn với nàng, ngược lại cũng bị nàng làm cho cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt bị thua, nếu không phải thời khắc mấu chốt Đường Phong hơi bạo phát một chút thì thật đúng là đã thua dưới kiếm của nàng. Trong lúc hai người đang dây dưa thì có tiếng chuông ngân vang trầm trầm vọng đến liên tiếp âm vang tám lần đường phong dừng động tác nghi hoặc hỏi âm thanh gì vậy đường điểm điểm cũng biến sắc chung cửu khúc còn chưa dứt lời đường đỉnh thiên và diệp dĩ khô cùng từ trong phòng xông ra đường đỉnh thiên cho mày vừa đi ra ngoài vừa nói phong nhi đi theo ta qua đó gia chủ triệu tập đại khái đường phong cũng đoán được âm thanh tiếng chuông cửu khúc là tín hiệu triệu tập đệ tử gia tộc chỉ không hiểu vừa rồi hai vị gia chủ còn cười lớn không ngừng lúc này sao lại triệu tập đệ tử gia tộc, không bao lâu, mấy người đã đi tới một sân rộng to lớn của đường gia. Lúc này ở đây mọi người đang tấp nập, vô số đệ tử đường gia đang nhanh chân chạy vội đến, mà trên chiếc bàn dài ngay trước sân rộng, đường ngạo và đường duệ ngồi đó, sắc mặt hai người bừng bừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đệ tử đường gia tới trình diện, khiến cả đám người câm như hến, trong lòng suy đoán không ngừng, không biết là có chuyện gì mà khiến hai vị gia chủ mất hứng đường phong và lục tỷ đứng chung một chỗ trốn phía sau đoàn người đợi một lát sau đường tử thư và đường long cũng đến hai người đó toát lên vị đạo hăng hái rõ ràng là đã nhiều ngày sử dụng linh thạch gia tăng tu luyện chuẩn bị ứng phó cho cuộc đại tỷ thí gia tộc sắp tới đường long và đường tử thư hướng về đường phong gật đầu không nói lời nào đứng bên cạnh hắn yên lặng chờ đợi mọi người đến đã gần như đông đủ đường ngạo mới liếc nhìn lướt qua mọi người chậm rãi mở miệng các đệ tử mấy ngày trước đây theo ta đến Trung Linh Cốc, ra khỏi hàng, nghe xong những lời này, hơn 150 người đều đồng loạt bước lên trước, đứng thành một dãy ở đó, tất cả đều ở đây sao, đường ngạo lạnh giọng hỏi, còn có một số người trọng thương chưa lành, đang tu dưỡng, lập tức có người trả lời, đường ngạo gật đầu, ánh mắt sáng quắc lần lượt nhìn chầm chầm những người này một lần, sắc bén đánh giá 150 người này, ai làm, đứng ra cho ta, đường ngạo bưng một tách trà lên nhấp một ngụm, lãnh đạm nói hiện giờ đứng ra lão phu sẽ không trách nếu bị ta điều tra ra các ngươi coi chừng cả đám người nghe khó hiểu không ai biết gia chủ đang nói cái gì trong lòng người làm chuyện này hiểu rõ còn muốn lão phu nói rõ sao rốt cuộc là ai làm đứng ra cho ta đường ngạo giả bộ giận dữ vỗ bàn thật mạnh ầm vang trong lúc đường ngạo đang nói đường duệ lại quan tâm mỗi một biến hóa trên mặt từng người nhưng khiến hắn ta thất vọng chính là mỗi một người đi đến chung linh cốc đều không có gì khả nghi cả, gia tộc bị trộn báo vật gì sao, đường tử thư đứng bên cạnh đường phong hỏi khẽ, vì sao gia chủ lại tức giận lớn đến vậy, đường phong lắc đầu, hắn cũng không rõ ý tứ của đường ngạo, hừ, đường ngạo hừ lạnh một tiếng, có gan làm mà không có gan nhận sao. Các ngươi coi đệ tử đường gia là gì? Đệ tử đường gia đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu, có giống như các ngươi giấu đầu lộ đuôi, lén lút như vậy gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người to gan mở miệng hỏi, tự dưng bị giáo huấn, thật quá ấm ức mà. Đường ngạo quét mắt về người đó, khiến y sợ đến mức trục cổ lại, ngậm chặt miệng không nói. Lúc này đường ngạo mới bật cười, đám tiểu tử các ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai mà giết chết được Trung Sơn, lại giết ba người Trung Gia được chọn tham chiến. Chuyện lớn như vậy mà không thông báo một tiếng sau, che giấu làm gì, một người ồ lên một trận, Trung Sơn bị giết ư đường đỉnh thiên trợn mắt hỏi, đúng, bị người ta một đao chém bay đầu. Ba tên được chọn tham gia đại tỷ thí gia tộc cũng bị người ta đánh chết, đường ngạo gật đầu, quả thật là sảng khoái, ha ha ha. Công lao lớn nhất, so với việc giết chết hơn 70 thiên gia trung gia còn lớn hơn. Rốt cuộc là ai làm, đứng ra trước mặt ta, lão phu không đánh đâu, mọi người đường gia lập tức xôn xao, toàn bộ sân rộng giống như chợ bán thức ăn. Trung Sơn là một linh giai, vậy mà lại bị một đệ tử đường gia chặt bỏ đầu, công lao này thật sự là quá lớn, hơn nữa mọi người quan sát, gia chủ hôm nay vô cùng vui sướng, đâu sẽ đánh công thần kia. Chắc chắn là sẽ khen thưởng người đó, chỉ là náo nhiệt lại náo nhiệt, nhưng không ai chính mồm thừa nhận mình làm. Đường Long và đường tử thư quay đầu liếc nhìn đường phong, đường phong ho nhẹ một tiếng, cúi đầu thấp gãi mặt, đường điểm điểm thì lấy tay che nửa mặt của mình, lén lút trốn ra sau đường phong. Tuy nói chung sơn chết là do công lao của Đường Phong, nhưng ba người được chọn tham chiến cũng là do bốn người họ hợp lực đánh chết. Đối tượng gia chủ lần này dò hỏi đến, bốn người cũng có phần, Đường Ngạo khẽ cười, không ai thừa nhận ư. Được, được lắm. Tuy rằng lão phu cũng rất tán thưởng người có công không kiêu ngạo này, nhưng lão phu cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, nói xong, Đường Ngạo quay sang bên cạnh vẫy vẫy tay lập tức có đệ tử đường gia cầm một chiếc khay được trùng vải đỏ đi ra đưa tới trên tay đường ngạo. Đường ngạo lấy tay lật tấm khăn đỏ ra, trên khay được bày ra gì đó khiến cho ánh mắt mọi người nhìn không chớp. Bởi vì đó là 10 khối linh thạch tròn, đây là những linh thạch còn lại cuối cùng 10 năm tới, bất kể ngươi là nam hay nữ, là lớn hay nhỏ, bất kể ngươi là đệ tử bổn gia hay là đệ tử nhánh bên, đứng ra, 10 khối linh thạch này là của ngươi, ngoài ra còn được phong một chức vụ trưởng lão gia tộc, được trưởng lão cung phụng, vô số ánh mắt đỏ ngầu, chỉ riêng 10 khối linh thạch này đã có sự mê hoặc lớn, hơn nữa còn được trưởng lão cung phụng, những lợi ích thu được khác xa tưởng tượng mọi người, trưởng lão Đường gia có thể nhận linh thạch để tu luyện, đồng thời có địa vị rất lớn trong gia tộc, nếu như lúc này có người đứng ra, có thể nói là nhất phi trùng thiên, nhưng lại không ai đứng ra, bởi vì Đường Phong không có tâm tư này, mà Đường Phong không đứng ra, đám người Đường Long chẳng lẽ không biết xấu hổ lại đi ra ngoài? Chuyện tối hôm đó, Đường Phong chiếm hơn nửa công lao, chương 613, thay thế bổ sung. Đường Chiến Thiên cười hì hì nói, gia chủ, ta nói là ta làm, ngươi tin không? Cúc, Đường Ngạo trừng mắt với y, ngươi còn tưởng ta không biết năng lực của ngươi sao? Đường Chiến Thiên cười hắc hắc, ra sức xoa xoa tay, Đường Điểm Điểm lại nói thầm sau lưng Đường Phong, đâu chết người đâu, ngươi không đứng ra, vậy đừng trách lão phu không thưởng cho ngươi. Vẻ mặt Đường Ngạo vui mừng, hắn xác thực rất muốn biết rốt cuộc là ai làm nhưng nếu người này vì lợi ích trước mắt mà đứng ra nói ngược lại khiến cho bản thân có chút thất vọng việc này cứ như vậy không giải quyết được gì chỉ có bốn người đường phong biết chân tướng sự việc đuổi đi một số đệ tử không liên quan gì đường ngạo và đường duệ triệu tập các trưởng lão chấp sự trong gia tộc tới cùng nhau có chuyện quan trọng khác thương nghị trước tiên là mấy ngày trước chung gia đến cướp đoạt tinh thần thiên nguyên quả Đường Hổ là một trong những người chọn tham chiến đã bị chung bố sở đã thương, hiện giờ vẫn nằm trên giường. Tuy có Linh đang dịu dược trợ giúp chữa thương cho y, nhưng mục kích của cao thủ Linh giai sao không hề tầm thường. Đường Hổ muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất thời gian mấy tháng, cho nên Đường Ngạo muốn từ trong hàng đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc lại chọn ra một người thay thể bổ sung. Nếu như đến lúc đại tỷ thí gia tộc mà Đường Hổ vẫn chưa hồi phục, vậy thì để cho đệ tử kia thay thế Đường Hổ tham gia cuộc đại tỷ thí gia tộc thế nhưng hai người thương thảo hồi lâu mà cũng không biết chọn ai thực lực đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều có hạn cao thủ cũng chỉ có vài người những người còn lại tuy rằng cũng đạt cảnh giới thiên gia trung phẩm nhưng cũng chỉ là tạm tạm sự việc liên quan đến lợi ích gia tộc đường ngạo và đường duệ cũng không dám qua loa nhưng cơ hội lần này tụ tập những người có địa vị cao để mọi người cùng nhau thương lượng các trưởng lão chấp sự gia tộc tranh nhau nói tổng cộng tuyển ra mười mấy đệ tử thực lực cũng không tệ lắm nhưng lại không được mọi người tán thành. Trong lúc nhất thời cục diện có chút căng thẳng khiến cho Đường Ngạo cảm thấy đau đầu, Đường Đỉnh Thiên ngồi ở dưới không nói lời nào, dù sao bản thân cũng đã 20 năm chưa trở về, đối với sự hiểu biết về các đệ tử trong gia tộc cũng không nhiều, chỉ là hiện nay bản thân và Diệp Dĩ Khô đều là cao thủ linh giai, mới có thể được kéo tới cùng thương nghị, cục diện càng lúc càng ồn ào, không ít trưởng lão chấp sự tranh cãi đỏ mặt tí tai, người nói đệ tử này lợi hại hơn ta nói đệ tử kia mạnh hơn tranh luận không dứt vùng quanh lông mày của đường ngạo dần dần thành cao lại như chóp núi đường đỉnh thiên thở dài quay lại nhìn diệp dĩ khô một chút thấy diệp dĩ khô gật đầu đường đỉnh thiên mới đứng lên nói hai vị gia chủ ta có thể đề cử một người ồ đường ngạo hai mắt sáng ngời nói ngủ qua ngươi nói là ai đường phong con ta đường đỉnh thiên nói thần sắc đường ngạo sửng sốt đường phong nó mới chỉ có thiên giai hạ phẩm mà thôi đúng vậy lão ngũ con trai ngươi mới có thiên giai hạ phẩm hàng năm tới đại tỷ thí gia tộc chưa bao giờ xuất hiện việc chọn thiên giai hạ phẩm tham chiến không phải ta coi thường nó nhưng cao thủ giữa đại tỷ thí gia tộc nhiều như mây nó có thể làm được gì chứ có một số đệ tử so với những lão gia hỏa chúng ta còn lợi hại hơn để nó lên vũ đài chỉ có hại mà thôi đường chiến thiên mở miệng nói cảnh giới không có nghĩa là tất cả đường đỉnh thiên nhìn mọi người phong nhi lớn lên tại giữa thế tục luận kinh nghiệm thực chiến đều phong phú hơn bất kỳ kẻ nào ta dám cam đoan thực lực thật sự của phong nhi chưa hẳn là một thiên giai hạ phẩm đường đỉnh thiên cũng nói không quá tuy rằng hắn biết đường phong lúc trước trong bạch đế thành đã giết một thiên giai thượng phẩm cũng đã từng thấy đường phong làm sao chu toàn trong tay chung sơn thế nhưng loại việc này dù sao hắn cũng chưa từng thử toàn bộ thực lực của đường phong chỉ biết là bản lĩnh của hắn không nhỏ chí ít so với mười mấy đệ tử vừa được đề cử ra kia còn mạnh hơn rất nhiều bọn họ có thể lên võ đài nhi tử mình vì sao không thể đường duệ nghe ra trong lời nói của đường đỉnh thiên trầm giọng hỏi ngủ qua phong nhi nhà ngươi đã từng chiến thắng thiên giai trung phẩm khác chưa đường đỉnh thiên cười ngạo nghễ từng có vậy là ngươi tận mắt thấy đường duệ truy hỏi đúng vậy đường ngạo đường duệ liếc nhìn nhau trầm tư một lát sau nói nếu tới ngày đại tỷ thí gia tộc mà đường hổ không thể ra trận vậy sẽ do phong nhi nhà người lên một thiên giai hạ phẩm chắc chắn sẽ khiến mọi người coi thường nói không chừng đến lúc đó phong nhi nhà ngươi có thể lập kỳ công nếu thiên giai hạ phẩm này có thể chiến thắng thiên giai trung phẩm lại có thể khiến cho kẻ địch lơ là vậy hà tất phái thiên giai trung phẩm ra trận tạ ơn gia chủ con ta nhất định không phụ kỳ vọng vẽ mặt đường đỉnh thiên vui mừng nhi tử mình có thể trong đại tỷ thí gia tộc mang về thắng lợi và vinh quang hắn cũng sẽ rất vui mừng chỉ là, việc này còn chưa nói với Đường Phong mà thôi, tuy nhiên Đường Đỉnh Thiên nghĩ Đường Phong chắc chắn sẽ không từ chối, việc chọn người thay thế bổ sung đã định xong, đáng tiếc chính chủ lại không biết. Sau khi Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô trở lại thính tuyền cư nói sự việc với Đường Phong. Đường Phong hiển nhiên cũng nhận lời, mà thật ra hắn không thể không nhận, dù sao ở đây chỉ là mở mang một chút thủ đoạn của các đệ tử tinh anh các đại gia tộc linh mạch chi địa nếu là bản thân tham dự trong đó khẳng định thu hoạch càng nhiều. Hơn 10 ngày tiếp theo, việc Trung Gia bị thiệt hại nghiêm trọng đã truyền khắp toàn bộ Linh Mạch Chi Địa. Tại Linh Mạch Chi Địa, giữa các gia tộc xung đột lẫn nhau, khuyết chiến là điều bình thường. Đối với điều này, các đại gia tộc còn lại ngoại trừ có chút khiếp sợ thủ đoạn sấm sét của đường gia ra, thì lại có chút ha hê đối với Trung Gia. Lần này Trung Gia tổn thất mấy người được chọn tham chiến, tại đại tỷ thí gia tộc không lâu sau nữa đã định trước không có thành tích tốt, điều này khiến cho các gia tộc khác không mừng sao được. Trung gia thất bại, cũng đại diện cho các gia tộc khác có thể giành được càng nhiều lợi ích, mà nguyên nhân gây ra đại chiến của hai nhà đường chung, cũng bị thế nhân biết được, chính là bởi vì tinh thần thiên nguyên quả của đường gia đúng lúc thành thục bị trung gia ra tay cướp đoạt, dẫn đến mất tinh thần thiên nguyên quả. Trang gia là đồng minh của trung gia, đương nhiên cũng mong có được tinh thần thiên nguyên quả. Không lâu sau trận chiến tại Trung Linh Cốc, Trang gia liền phái người đi vào Trung Linh cốc tìm Trung Bố sở thương thảo lấy linh thạch đổi tinh thần thiên nguyên quả, lại bị Trung Bố sở báo cho biết, Trung gia không hề có linh quả, mà đã bị người thần bí giữa đường cướp đi mất. Chương 614: Tha Hương gặp kẻ địch cũ. Trang gia đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của Trung Bố sở, hai nhà thương thảo rất lâu không có kết quả, Trang gia trong cơn tức giận đã phẩy áo bỏ đi, Trung Bố sở phiền muộn, thương thế càng nặng thêm, lần này Trung gia rốt cuộc tiền mất tật mang. Tinh thần thiên nguyên quả không cướp được, còn kéo đường gia trắng trợn tới trả thù, dẫn đến trong tộc tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng Trung gia ngay cả tâm tích của tinh thần thiên nguyên quả cũng không rõ. Phía bên đường gia thì một mực chắc chắn tinh thần thiên nguyên quả đã bị Trung gia cướp đi, điều này thật sự là một vụ án bí ẩn. Không ai biết rốt cuộc linh quả kia đã rơi vào trong tay ai. Tại trong nhà lớn đường gia đợi hơn 10 ngày, đường phong ngày nào cũng luận bàn luyện chiêu với đường điểm điểm đã huấn luyện cho đường điểm điểm hoàn toàn phát huy được thực lực vốn có của mình. Luyện tiếp nữa cũng không cần thiết, đường phong liền để nàng tự tụ luyện, dù gì trên tay nàng cũng không ít linh thạch, trước cuộc đại tỷ thí gia tộc ít nhiều cũng có thể gia tăng một chút công lực. Nếu may mắn thăng lên thiên giai thượng phẩm đương nhiên là tốt không gì bằng rồi, đường phong cũng có quyết định của mình. Đêm hôm đó thu được tinh thần lực, có lực lượng cương tâm thứ ba duệ kim chi khí nhưng thời gian qua lâu như vậy mà vẫn không thể hoàn toàn dung hợp với cương tâm mỗi lần sử dụng duệ kim khí kinh mạch đều vô cùng đau đớn không gì sánh được càng không thể phát huy được toàn bộ uy lực của duệ kim khí khiến hắn có chút tiếc nuối mà muốn cương tâm và duệ kim khí dung hợp nhanh chỉ dựa vào ngồi đã tọa tu luyện thì chưa đủ phương thức tu luyện tốt nhất vĩnh viễn là chiến đấu thế nhưng luận bàn với đường điểm điểm đường phong căn bản không dám dùng toàn lực nên không có hiệu quả mấy tốt nhất là phải trải qua loại trận chiến sinh tử mới có thể thúc đẩy duệ kim khí và cương tâm dung hợp thế nhưng trận chiến sinh tử đâu dễ dàng gặp phải chẳng hề có lý do ai lại đi liều mạng ngươi sống ta chết không ai là không trân quý sinh mạng của mình hoặc là nên đi ra ngoài một chút nói không chừng có thể gặp được cơ duyên tốt gì đó hơn nữa mình vất vả một lần đến linh mạch chi địa không thể cứ ở mãi tại đường gia được cũng muốn quan sát phong thổ nhân tình của tiểu thế giới này chủ ý đã quyết Đường Phong báo một tiếng với Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, lấy lý do muốn thấy thế giới bên ngoài để rời khỏi đường Gia Bảo. Đường Đỉnh Thiên thật ra rất muốn đi cùng Đường Phong, dù sao ở đây hắn cũng quen thuộc một chút nhưng lại bị Đường Phong cự tuyệt. Còn nói đùa là một mình đi ra ngoài để tự rèn luyện, nếu có Đường Kính Thiên đi theo thì còn hiệu quả gì chứ? Đoán chừng là nếu có gặp nguy hiểm gì thì hắn lại ra tay giải quyết hết. Bất đắc dĩ đường đỉnh thiên và dịp dĩ khô đành chỉ phải căng dặn đường phong trên đường cẩn thận khoảng cách đến cuộc đại tỷ thí gia tộc còn hai tháng nữa hai người yêu cầu hắn sau hai tháng phải khởi hành tới nơi bố gia trang bởi vì đó là nơi đại tỷ thí gia tộc cử hành đường phong đương nhiên đồng ý hắn là người thay thể bổ sung cho đường hổ đương nhiên là không thể vắng mặt nếu là bởi vì nguyên nhân mình dẫn đến đường gia thất bại đường phong cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn một mình gọn nhẹ đi ra lúc này ra ngoài đường phong cũng không có mục đích chỉ là tùy ý đi khắp nơi một chút mà thôi cho nên tâm trạng vô cùng thả lỏng ra khỏi nhà lớn đường gia, lại tới đường phố của đường gia bảo, đi vào trong đoàn người ồn ào tấp nập, lại nói đến, đường gia bảo cũng chính là một tòa thành trì, không khác gì thành tỉnh An, đủ loại người buôn bán nhỏ, các quầy hàng cửa hàng nhiều như rừng, nhưng điểm khác biệt một chỗ là dù người nhiều hay ít thì cũng đều đã từng tu luyện, dù sao linh khí trong linh mạch chi địa rất đầy đủ, chỉ cần không phải là người vốn sinh ra đã kém cỏi, từ chất quá kém thì cũng có thể đạt được chút thành tựu, cho nên tại linh mạch chi địa, rất ít thấy những người không có căn cơ, kém đến mấy cũng luyện được tu vi luyện cương kỳ. Toàn bộ đường gia bảo rất phồn vinh, trận chiến giữa trung gia với đường gia cũng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đường gia còn tồn tại, thì bọn họ có nơi ổn định. Người thường cũng có niềm vui của người thường, không cần phải lo lắng cảnh giới tu vi của mình vì sao không tăng, cũng không cần phải lo lắng mình sẽ chết quan uổng trong một trận đại chiến nào đó bọn họ cả đời này có thể không làm được gì lớn, thế nhưng có thể cưới vợ sinh con, bình an, vui vẻ sống hết cuộc đời. Trong lúc đường phong đang cảm khái, lại bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh ngắt, tâm trí chợt rung động, quay mạnh lại. Ngưng thần chăm chú nhìn phía sau, thực lực đạt tới cảnh giới của hắn hiện tại, nhất là sau khi đạt tới thiên nhân hợp nhất, đối với một số nguy hiểm dù mắt không nhìn nhưng cũng rất mẫn cảm, tuy nhiên vừa nhìn lại, đường phong lại cảm thấy nghi hoặc bởi vì trong nháy mắt lúc hắn quay đầu lại cảm giác này lại biến mất nhìn quanh bốn phía không có gương mặt quen thuộc nào sau khi đứng yên một lúc đường phong khẽ cười một tiếng xoay người đi ra bên ngoài đường gia bảo là địch là bạn chỉ cần ra khỏi đường gia bảo là hiểu ngay đợi đường phong đi rồi bên trong một quán trà một người trung niên mặc áo bào lam lúc này mới ngẩng lên nhìn hướng đường phong đi lẩm bẩm cảm giác thật nhạy bén chỉ là vì sao hắn lại ở nơi này coi như một thu hoạch ngoài ý muốn lập tức Trung niên áo lam đứng dậy, ném ra một thỏi bạc, bước nhanh ra khỏi quán trà, đi về phía đường Phong. Đường Phong luôn cảnh giác để ý động tĩnh xung quanh mình, cảm giác vừa rồi không phải là ảo giác, mà có người đang theo dõi hắn. Chỉ là hắn có chút không hiểu, hắn chỉ mới đến Linh Mạch chi địa không bao lâu, cũng không có kết thù với ai, sao lại bị người ta theo dõi? Hơn nữa người này có năng lực đi vào đường gia bảo, đoán chừng thực lực tuyệt đối không hề thấp phải biết rằng hiện giờ Đường gia bảo phòng bị vô cùng nghiêm mật, phàm là người khả nghi hoặc đệ tử nhà khác căn bản không cho phép bước vào trong bảo. Không có chút bản lĩnh sao có thể đi vào được, càng nghĩ, Đường Phong càng không đoán ra được là ai, nếu như Kiên quyết nói là có kẻ thù, thì chung lộ miễn cưỡng được coi là thế, nhưng nàng không có khả năng xuất hiện tại Đường gia bảo, ra khỏi Đường gia bảo chưa tới 10 dặm, Đường Phong đột nhiên dừng bước, lập tức chậm rãi xoay người lại vốn đằng sau không một bóng người nhưng lúc này lại có một trung niên áo lam. Người này đứng cách đường phong hơn 10 trượng, không hề có tiếng động, dường như vốn đã đứng ở đó rồi. Mi mắt đường phong co giật, bản lĩnh không gây một tiếng động đủ để thấy thực lực của người này không hề tầm thường. Bằng hữu là ai? Có thể để ta nhìn thấy mặt thật không? Đường phong nhìn đối phương chầm chầm, mở miệng hỏi. Trung niên áo lam vẫn mỉm cười nhìn hắn, nghe hắn hỏi thế gật đầu nói. Nhãn lực của đường công tử thật tinh, mặt nạ da người của ta giống thật như đúc, người ngoài căn bản không ai phát hiện ra được, lại bị đường công tử liếc cái đã nhìn thấu, tại hạ bội phục, vừa nói xong, trung niên áo lam vừa vuốt mặt, đường phong nhìn lại, không khỏi thất thanh nói, Âu Dương Vũ. Sao ngươi lại ở đây, người mang mặt nạ đi theo sau mình không ngờ là cao thủ linh giai của huyết vụ thành Âu Dương Vũ, trong nháy mắt nhận ra khuôn mặt hắn, đường phong mới nhìn thấy trường kiếm đeo bên hông của y, đó không phải là thần binh tàn phong đứng thứ ba trong thập đại thần binh thì là cái gì lần đầu tiên tiếp xúc với âu dương vũ là ở ô long bảo lúc tại đại tuyết cung cũng đụng phải y sau đó âu dương vũ chặn đường phong trên đường quay về thiên tú đường phong và thi thi hợp lại hết toàn lực dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên mới dọa lui được người này đường phong vốn cho rằng mình và y sẽ không có gì cùng xuất hiện nữa lại không ngờ cho dù mình tới linh mạch chi địa mà cũng có thể gặp được người này điều này thật đúng là bi kịch Giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ không có mối thù truyền kiếp, nhưng hai người bởi vì liên quan đến linh kiếp nhang mà dẫn đến ngươi chết ta sống. Mà đau buồn nhất chính là, Đường Phong căn bản không đánh lại Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cười nói, trong huyết vụ thành cũng có đệ tử từ linh mạch chi địa, đương nhiên Âu Dương cũng biết đi vào rồi. Tuy nhiên đường công tử làm sao vào được? Ồ đúng rồi, tuyết nữ nếu có thể đi vào, mà ngươi tiến vào theo cũng không phải là việc khó gì ngươi đến tìm mẫu thân ta ư, đường phong trầm giọng hỏi, dịp dĩ khô đã đến cảnh giới thiên kiếm, còn Âu Dương Vũ thì tới chậm tới cảnh giới này, hai người đã từng đại chiến hai lần, chưa phân thắng bại. Đối với loại người như Âu Dương Vũ theo đuổi thiên kiếm chi đạo mà nói, vô cùng có khả năng không buông tha tuyết nữ, tuyết nữ là mẫu thân công tử, hai mắt Âu Dương Vũ sáng ngời, thật là có ý nghĩa. Hai kẻ địch mà Âu Dương sẽ đối phó lại là quan hệ mẫu tử, xem ra mối thù này nhất định chấm dứt rồi. Tuy nhiên Âu Dương trước khi tới đây cũng không biết sẽ gặp tuyết nữ ở nơi này. Mặc kệ công tử có tin hay không, tất cả đều là trùng hợp, ta tin, đường phong gật đầu. Tuy Âu Dương tiên sinh là kẻ địch của đường mổ nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ riêng điểm này thôi đã thẳng thắn hơn nhiều so với bọn đạo chích rồi. Nói thật ra, Âu Dương vũ này khiến người khác có cảm giác cũng không xấu. Nếu không phải bởi vì liên quan đến linh kiếp ngang, Đường Phong thậm chí có ý niệm kết giao với người này trong đầu. Thế nhưng thế sự vô thường, có một số người đã định trước là như nước với lửa, Đường công tử quá khen, Âu Dương Vũ vẫn mỉm cười như cũ, tuy nhiên chuyện lần trước tại Đại Tuyết cung, Âu Dương cũng nhận được sự chiếu cố của Đường công tử, không chỉ nhiệm vụ thất bại, hơn nữa trong cơ thể Âu Dương còn bị hạ tiểu trùng tử, Âu Dương phải hao tổn khí lực rất lớn mới hóa giải được, lúc quay về huyết vụ thành còn bị thành chủ trách phạt khiến cho âu dương rất tức giận ha hả khóe miệng đường phong không kìm nổi khẽ cười chuyện ở đại tuyết cung bản thân xuất ra lực mạnh mới cứu ra được lão cung chủ giết chết tạ tuyết thần để phi tiểu nhã giành lại quyền đại tuyết cung triệt để làm hỏng chuyện tốt của âu dương vũ ý nghĩ vừa chuyển đường phong mở miệng hỏi chẳng hay lần này âu dương tiên sinh tới linh mạch chi địa là có việc gì âu dương vũ nói cũng không có việc lớn gì chỉ là hiện tại tài nguyên tu luyện khô kiệt nhất là linh thạch không đủ, cho nên lần này Âu Dương phụng mệnh của thành chủ, trước tiên đến xem linh mạch chi địa có linh thạch không để cướp đoạt về, kết quả thế nào, sắc mặt đường phong cứng ngắt, cao thủ linh giai của huyết vụ thành hơn trăm, nếu thật sự để bọn họ chạy vào linh mạch chi địa này, vậy thì toàn bộ gia tộc nơi đây đều gặp tai ương, dù là cướp đoạt nhưng cái giá quá lớn, cũng thật không đáng. Cao thủ tại linh mạch chi địa này có số lượng không ít. Vốn là Âu Dương cũng định rời đi, lại không ngờ ở nơi này phát hiện tung tích của tuyết nữ hiện tại lại tìm được công tử cho nên âu dương quyết định ở lại chơi đùa một chút hắn nói rất hời hợt nhưng đường phong lại biết tiếp theo là phiền phức lớn tuy nhiên sự việc cũng phải là tuyệt đối đường phong tự biết lúc này mình tuyệt đối không phải là đối thủ của âu dương vũ nhưng đối phương muốn tính mạng của hắn cũng không dễ dàng như vậy vừa lúc có thể mượn tay y để thúc đẩy làm cương tâm và duệ kim khí dung hợp buồn ngủ thì có người tặng gối trong nháy mắt ý chí chiến đấu của đường phong bộc phát, lần trước lúc từ biệt tại đại tuyết cung, Âu Dương càng nghĩ, không ngờ công tử có thể xuất được một chiêu không phải cao thủ linh giai không có khả năng thi triển nhiều lần. Nếu như Âu Dương đoán không sai, hiện tại đường công tử không thể thi triển một chiêu đó, hoặc là chỉ có thể thi triển vài lần mà thôi. Ngữ khí Âu Dương Vũ chắc chắn nói, đường phong khẽ cười, thì sao nào? So với trước đây, đường mổ hôm nay đã tiến vào thiên giai, lúc trước chỉ là địa giai thượng phẩm cũng có thể bức lui ngươi, hiện tại nói không chừng còn có thể đánh bại được ngươi. Nghe đường phong nói vậy, Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng, đang định nói, nhưng lại nhướng mày, khuôn mặt lộ chút ôn hòa, đường phong nhìn y một cái, lại quay đầu nhìn sang bên. Vừa rồi lúc hắn đối chọi gay gắt với Âu Dương Vũ đã nhận ra, cách đó không xa còn có ba người khác, mà thực lực của ba người này cũng không kém, hắn còn tưởng rằng đó là thủ hạ do Âu Dương Vũ mang đến. Thế nhưng hiện tại nhìn thần sắc của Âu Dương Vũ, ba người này rõ ràng là qua đường, nhưng lúc này lại đang đi thẳng hướng về phía bọn hắn. Trong chốc lát, ba người đó xuất hiện trong tầm mắt của đường phong, đi đầu là một nữ tử, nhan sắc hơn người, phong thái thước tha, nhìn thoáng qua tuy rằng rất đẹp nhưng trong đôi mắt kia có lại có chứa sự vênh váo kiêu ngạo. Lúc nhìn thấy nữ tử đó, đường phong trao lông mày lại, bởi vì hắn từ trong trí nhớ của các cao thủ chung gia nhận ra nữ tử trước mắt nàng chính là đại tiểu thư trẻ tuổi của Trang Gia, Trang Tú Tú. Nữ tử này có thiên tư bất phàm, từ nhỏ đã bộc lộ có thiên tư khác với người thường, nghe đồng mới luyện cương nhất phẩm đã hình thành cương tâm, rất được gia chủ Trang Chính Dương yêu mến, trong gia tộc phàm là có gì tốt để tu luyện đều lấy hết. Có gia tộc dốc sức bồi dưỡng, thiên tư lại càng không kém. Chương 615, chúng ta muốn ngô thùy hàng kiếm. Trang Tú Tú năm 21 tuổi đã đạt tới cảnh giới Thiên giai thượng phẩm, có thể nói là một người trẻ tuổi có tư chất xuất sắc nhất toàn bộ linh mạch chi địa, cũng bởi vì có thành tích không tầm thường cho nên nữ tử này khá kiêu ngạo, nàng cho rằng toàn bộ người trẻ tuổi tại linh mạch ngoài nàng ra, tất cả đều là phế vật, nhân tài mới xuất hiện của trang gia này, nhất là người qua đường, nhìn thấy nàng thì đi đường vòng, bởi vì nàng có câu cửa miệng rất nổi tiếng, người có đúng là nam nhân không, thật là vô năng lần lượt nam đệ tử trẻ tuổi của trang gia bị nàng làm nhục tất cả đều xấu hổ vô cùng người nào cũng muốn vượt hơn nàng nhưng lại hữu tâm vô lực tuy rằng nàng kiêu ngạo nhưng lại có năng lực hơn nữa được gia chủ thương yêu trang tú tú sống tại trang gia như một nữ vương tên tuổi của đại tiểu thư trang gia vang dội cả linh mạch chi địa chung gia với trang gia lại có quan hệ đồng minh muốn không nhận ra bọn họ cũng khó nàng là cao thủ trẻ tuổi nên đương nhiên là người được chọn tham gia đại tỷ thí gia tộc những người được chọn tham chiến của gia tộc khác lúc này đây chỉ có thể ẩn trong gia tộc tận lực khổ luyện sợ ra bên ngoài bị người ta ám sát nhưng trang tú tú lại không cần bởi vì không ai dám động đến đệ tử trang gia và bố gia chỉ là nàng từ xa chạy tới đường gia bảo bên này làm cái gì đường phong lập tức cẩn trọng suy nghĩ lúc này bên cạnh trang tú tú còn có hai người trẻ tuổi chắc cũng là nhân tài của trang gia mới xuất hiện thực lực hẳn là cảnh giới thiên gia trung phẩm hai người đó kè kè đi theo sát phía sau trang tú tú giống như nô lệ ba người bước nhanh tới trước mặt đường phong và âu dương vũ trang tú tú nhìn lướt qua đường phong trong đôi mắt sắc bén toát lên sự khinh thường rồi nàng lại nhìn sang âu dương vũ ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng cũng không để tâm nhiều âu dương vũ thân là cao thủ linh giai nàng hẳn nhìn là biết các ngươi là đệ tử đường gia trang tú tú nghếch trầm mượt mà hỏi đường phong tuy là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định đường phong gật đầu ta là, được rồi, trang tú tú không đợi đường phong nói hết, ngón tay đã chỉ về hướng đường gia bảo, nói, ta muốn vào đường gia bảo, ngươi dẫn đường, đương nhiên câu nói này không để cho người khác phản bác, giống như là đường phong chính là nô bộc của nàng, phong độ của nữ vương trang gia, giờ khắc này đường phong rốt cuộc lĩnh giáo, nhớ mày, sắc mặt đường phong không vui, nói, hiện nay đường gia bảo toàn thành giới nghiêm, không cho phép đệ tử nhà khác đi vào, nếu không phải thế, ta còn cần ngươi dẫn đường sao? trên khuôn mặt xinh đẹp của trang tú tú lộ ra vẻ tức giận trước đó nàng đã đi qua đường gia bảo một lần nhưng lại bị đệ tử canh giữ của đường gia bảo ngăn cản từ trước tới giờ trang tú tú không coi ai ra gì bị mấy đệ tử đường gia chỉ có cảnh giới địa giai ngăn cản phẫn nộ suýt động thủ cũng may hai nam nhân trẻ tuổi trang gia đi theo nàng còn có lý trí nhanh chóng ngăn nàng lại trang gia so với đường gia mạnh hơn một chút nhưng dù sao nơi này cũng là đường gia bảo tại nơi này công kích đệ tử nhà khác căn bản không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Trang Tú Tú nén cơn giận vào bụng, tâm trạng của nàng vốn đã không tốt rồi, tại bên đường gia bảo vấp phải trắc trở càng nặng nề thêm. Lần này nàng rời khỏi trang gia là vì phụng mệnh của gia chủ, đi vào chung linh cốc, thương thảo với chung bố sở dùng linh thạch đổi lấy tinh thần thiên nguyên quả, nhưng tại chung linh cốc chỉ toàn hít phải tro bụi. Trung bố sở đau lòng gia tộc bị tổn thất thảm trọng, Trang Tú Tú lại chạy đi tìm hắn đòi đổi tinh thần thiên nguyên quả không tồn tại, hắn có đâu mà lấy ra. Hai nhà thương thảo mấy ngày cũng không có kết quả, Trang Tú Tú giận dữ rời khỏi chung linh cốc, chung bố sở càng phiền muộn không ngớt. Tuy nhiên Trang Tú Tú cũng không quay về thẳng Trang Gia và đột nhiên nảy ra ý nghĩ đi vòng tới đường Gia Bảo, nhưng tại đường Gia Bảo lại bị người ta đóng cửa không cho vào, một lần rồi lại hai lần, trong lòng Trang Tú Tú thiêu đốt lửa giận, đang ở ngoài bảo suy nghĩ xem làm thế nào để đi vào được đường gia bảo, thì phát hiện đường phong và Âu Dương Vũ, liền đi nhanh tới, ngươi muốn đi đường gia bảo làm gì, đường phong không hiểu vì sao người của trang gia lại tới tìm đường gia, hai nhà luôn luôn không có giao tình gì, hỏi nhiều như vậy làm gì, mắt phượng trang tú tú lạnh lẽo, trên mặt lộ vẻ tức giận, đường phong chậm rãi lắc đầu, tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tiểu thư nhà ta bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường, không để ngươi thiếu chỗ tốt đâu. Một nam nhân đứng phía sau trang tú tú ngay tức khắc lạnh lùng thốt lên, đường phong ngẩng đầu nhìn gã, không có hành động nào, chỉ là một thiên gia hạ phẩm mà cũng có chút can đảm, so với nam nhân mạnh mẽ hơn một chút, trang tú tú hừ lạnh, sắc mặt hai người bên cạnh nàng sầm lại, nói cho ngươi biết cũng không sao, bản tiểu thư muốn đi đường gia bảo gặp tuyết nữ, mua thủy hàng kiếm của nàng ta, mua, đường phong ngạc nhiên, lần đầu hắn nghe nói có thể mua thần binh, sao? sợ trang gia ta không trả giá nổi à trang tú tú hừ lạnh vạn vật thế gian đều có giá thần binh đương nhiên cũng có đường phong cười nói chỉ là loại đồ vật như thần binh nếu không thể nhận chủ chẳng qua cũng chỉ là mảnh sắc vụn không dùng được dù ngươi mua được thì sao trang tú tú lạnh lùng nói bản tiểu thư tu luyện cũng là cương khí băng hàng tuyết nữ được thủy hàng kiếm nhận chủ bản tiểu thư lại không được sao đường phong bất đắc dĩ nói thứ cho ta bất lực bởi vì dù ta đưa ngươi vào đường gia bảo gặp tuyết nữ nàng cũng sẽ không bán thủy hàng kiếm cho ngươi đâu bất luận là ai giữ thần binh cũng làm vậy trừ phi là kẻ ngốc ngươi không phải là tuyết nữ ngươi sao biết trang tú tú gần như không kiên nhẫn được nữa sẵn giọng lên tiểu cô nương ngươi xem thanh kiếm trên tay ta trị giá bao nhiêu âu dương vũ vẫn đang chăm chú xem liền rút thanh tàn phong kiếm ra mỉm cười hỏi trang tú tú quay đầu nhìn lại xem thường đồng nát sắc vụn không có giá trị cũng khó trách nàng không nhìn ra, thần binh khi bình thường căn bản không nhìn ra có gì xuất chúng, nhất là thanh tàng phong kiếm này, kiếm tên tàng phong, sự sắc bén được giấu đi, xác thực là chẳng khác gì đồng nát sát vụn, trang tú tú vừa dứt lời, trên tàng phong kiếm chợt bật lên một luồng khí máu tanh và hung tàn, luồng khí này tràn ngập sát ý, tính xâm chiếm cực mạnh khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rung lạnh, đôi mắt trang tú tú nghiêm trọng, nhìn chăm chú tàng phong kiếm, thất thanh, thần binh. Đến giây phút này rồi mà nàng còn không biết hàng, vậy chỉ có thể nói nàng là người mù. Khiến cho Trang Tú Tú thất thố cũng không phải là bản thân thần binh, mà là chủ nhân đang kiềm giữ thần binh, nàng không nhìn ra được sự nông sâu của Âu Dương Vũ nên không để tâm đến người này. Nhưng hiện giờ thấy không phải đối phương quá thấp, mà là căn bản mình nhìn không thấu. Lấy nhãn lực của cảnh giới Thiên giai thượng phẩm mà nhìn người không thấu, chỉ có một khả năng, đó chính là cao thủ linh giai, ý thức được điểm này trang tú tú lập tức như lâm đại địch ngược lại hai gã thanh niên bên cạnh nàng trong mắt toát lên thần sắc tham lam một số người cả đời chỉ nghe tên thần binh mà chưa từng thấy qua mà hiện tại có một thần binh ở ngay trước mắt chính mình phía bên trang gia có ba thiên giai thực lực không kém đương nhiên bọn họ sẽ nảy sinh ý niệm không hay ho gì trong đầu tàn phong kiếm trên tay âu dương vũ lay động sát khí phát ra kiếm linh trong tàn phong kiếm chính là thể dung hợp giữa hai phần tinh hồn của linh khiếp nhang bá đạo và độc ác là hai phần tinh không có tính công kích mạnh nhất, há có thể để người khác vũ nhục như vậy. Trang Tú Tú vừa đánh giá một câu là đồng nát sắc vụn, rõ ràng là chọc giận kiếm linh. Ngươi không nên nói nó như vậy, Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương không có ý giết người, nhưng đáng tiếc nó muốn các ngươi chết. Trên đường xuống hoàng tuyền chớ trách Âu Dương thủ đoạn độc ác, hiện tại ta muốn giết các ngươi, các ngươi tốt nhất là dốc hết lực đi, vừa dứt lời, trên thân tàn phong kiếm bắn ra một luồng sáng trắng chỉ nghe xoẹt một tiếng trang tú tú đã nhanh chóng rút bội kiếm của mình ra dốc hết toàn lực đỡ một đường kiếm trước mặt toàn thân lập tức giống như diều đứt dây văng ngược lại tia sáng vụt tắt ngoại trừ khóe miệng trang tú tú trào máu ra rơi xuống đất rồi liên tiếp thối lui vài bước ra hai gã trang gia còn lại kia vẫn đứng thẳng tắp tại đó trong mắt bọn họ tràn ngập thần sắc tham lam trên mặt còn hiện lên tia kinh ngạc trang thành trang trữ trang tú tú rung giọng gọi hai gã thanh niên kia vẫn không nhúc nhích một lát sau, một vệt máu đỏ thẩm từ trên cổ bọn họ chảy xuống, sức sống trong nháy mắt nhanh chóng lụi tàn, ngửa mặt ngã xuống, thiên giai trung phẩm, căn bản không thoát được một kích của cao thủ linh giai, chỉ có cao thủ cảnh giới thiên giai thượng phẩm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, tuy nhiên không phải thiên giai thượng phẩm nào cũng có thể đỡ được một kích của cao thủ linh giai. Vừa rồi Âu Dương Vũ xuất thủ không hề báo trước, tuy rằng có mở miệng nhắc nhở như động tác quá nhanh, gần như là tập kích bất ngờ, thế nhưng nữ nhân này lại có thể đỡ được, bởi vậy có thể thấy thực lực của nàng. Rất mạnh, chiêu tiếp theo của ta không chết không được. Ngươi có thể chạy, ta còn muốn tính toán nợ cũ với vị đường công tử này. Âu Dương Vũ nhìn Trang Tú Tú lạnh nhạt nói, ánh mắt Trang Tú Tú tràn ngập sự cừu hận nhìn chầm chầm Âu Dương Vũ. Bộ ngực đầy đặn phập phồng, trên mặt lộ rõ sự kinh hoảng và không cam lòng, tàn phong kiếm lại một lần nữa ngân vang lên. Âu Dương Vũ vỗ vỗ vào tàn phong kiếm, thoải mái nói, được rồi được rồi, người ta là một tiểu cô nương, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngày hôm nay đã ngoại lệ cho ngươi xuất thủ một lần, ngươi biết ta chưa bao giờ giết nữ nhân, kiếm linh trong tàn phong kiếm cũng không phải tự chủ dựng dục ra, cho nên cũng có thể nghe hiểu được Âu Dương Vũ nói, trung lên một lát thì không còn động tĩnh, cút đi, Âu Dương Vũ thản nhiên liếc nhìn trang tú tú đang lau máu trên khóe miệng, thần sắc trên mặt nàng tỏ ra ngang bướng chậm chạp không chịu bước đi, Âu Dương Vũ cũng không để ý tới nàng nữa, mà chuyển ánh mắt nhìn sang Đường Phong, nghiêm nghị nói: "Đường công tử, hôm nay không có nữ tử xinh đẹp kia tương trợ, công tử không phải là đối thủ của ta, hãy đưa vật ta cần cho ta, Âu Dương sẽ đi ngay, công tử cũng biết ta không muốn lấy tính mạng của công tử." Đường Phong cười nói: "Âu Dương tiên sinh cứ nhất định muốn lấy, muốn bản thiếu gia chấp tay dâng lên, thật quá si tâm vọng tưởng." Bất luận là Đường Phong hay là Âu Dương Vũ đều muốn đoạt hai phần tinh hồn của Linh Khiếp Nhan đang nắm giữ trong tay đối phương. Nhưng Linh Khiếp nhanh đi theo Đường Phong lâu như vậy, quan hệ tình cảm giữa hai người từ lâu đã không giống bình thường. Đường Phong làm sao đơn giản giao Linh Khiếp Nhan cho người khác? Nói cách khác, Âu Dương Vũ cũng sẽ không làm vậy. Nếu đã như thế, vậy thì đắc tội rồi. Âu Dương Vũ tra kiếm vào vỏ. Y là một cao thủ linh giai, Đối phó với một thiên giai hạ phẩm như đường phong còn sử dụng thần binh, vậy thắng cũng không võ rồi, cũng không thấy y có động tác gì, toàn thân di chuyển vọt đến trước mặt đường phong ba thước, ngón tay điểm về trước, dùng ngón tay vận kiếm, trên đầu ngón tay bắn ra ba luồng kiếm quang ba tất lạnh thấu xương đâm thẳng vào cổ đường phong, một chỉ này nếu đâm trúng, trên cổ đường phong nhất định sẽ thủng một lỗ, Âu Dương Vũ vừa tấn công vừa vân đạm phong kinh cười cười, tạo nghệ chỉ pháp của đường công tử không tầm thường nếm thử một chỉ này của Âu Dương Mổ thế nào, đường phong nào dám đón đỡ. Tuy rằng hiện tại tố chất thân thể của hắn đã khá vượt trội, đã có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Thế nhưng một đòn của cao thủ Linh Giai Há có thể khinh thường, hắn vội vàng nghiêng đầu né tránh một chỉ của Âu Dương Vũ, phục một tiếng. Một luồng kiếm quan sát từ đầu ngón tay của Âu Dương Vũ bắn ra cực nhanh xé rách không gian phía sau đường phong thành một đường dài hơn 10 trượng. Lúc né tránh một kích này, đường phong không chút ngừng lại, nhanh chóng rút ra trường kiếm độc ảnh, trên thân kiếm lóe sáng kim quang, toàn thân khẽ nghiêng, lật tay đâm một kiếm hướng về một chỉ của Âu Dương Vũ. Kiếm ra, sắc bén bước người cắt mặt đất to lớn thành mảnh vụn, thần sắc Âu Dương Vũ nghiêm trọng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngón tay hơi đi xuống đâm chệt ra ngoài một đoạn, nhẹ nhàng điểm trúng trên thân độc ảnh kiếm, đinh một tiếng giòn vang. Đường Phong chỉ cảm thấy một lực mạnh từ trên thân kiếm truyền đến chấn động làm hắn suýt thì không trụ được, toàn thân bị đẩy quỵ xuống, thế kiếm tự sụp đổ. Âu Dương Vũ thừa cơ tiến đến trước mặt Đường Phong. Ngay lúc Đường Phong kinh ngạc chưa kịp nhìn kỹ thì ngón tay đã điểm vào ngực hắn, sau một khắc, Âu Dương Vũ dường như nhìn thấy khóe miệng của Đường Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị rất mờ nhạt. Một đường quyền đột nhiên từ đối diện đi lên đón đầu, Âu Dương Vũ nhướng mày, cũng không né tránh, kiếm quang trên ngón tay càng linh động như lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngớt, đâm vào trên thiết quyền của Đường Phong. Chương 616, Trang Tú Tú chấn động. Đinh một tiếng, âm thanh như vũ khí va chạm vào nhau vang lên, đường phong dưới nhất chỉ của đối phương lập tức bắn ngược ra ngoài, trên nắm tay đỏ thẩm, thân thể bay ra ngoài chục trượng, đang ở giữa không trung khẽ lộn một cái, rơi xuống, liên tục thối lui vài bước mới đứng vững thân hình được, mà Âu Dương Vũ rõ ràng cũng phải lui ra sau mấy bước, thân thể khẽ rung lên trụ chân lại. Kiếm quan trên đầu ngón tay kia đã hoàn toàn tan biến, ngón tay vận kiếm ức chế không được trung lên, giao phong ngắn ngủi, nhìn như Âu Dương Phong đang chiếm lợi thế, nhưng thực thế đường phong cũng không thua, thiên giai hạ phẩm có thể đánh hai chiêu với một cao thủ linh giai mà không ngã, chỉ có một đường phong mà thôi, lực đạo của đường công tử thật mạnh, đôi mắt Âu Dương Vũ sáng lên ti kỳ lạ, hắn hoàn toàn không ngờ khí lực thiên gia hạ phẩm như đường phong lại mạnh đến vậy. Ngay cả một linh giai như hắn mà cũng suýt không chịu nổi, thật sự không hiểu rốt cuộc đối phương tu luyện như nào. Âu Dương tiên sinh quá khen rồi, đường phong lãnh đạm mở miệng. Kinh mạch và đan điền từng đợt từng đợt đau đớn như kim châm, đây là triệu chứng của việc sử dụng duệ kim khí, nhưng đường phong không để tâm, trái lại trong nội tâm rất kích động, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, cương tâm và duệ kim khí rõ ràng càng thêm hòa hợp không ít, so chiêu với cao thủ linh giai, hiệu quả quả nhiên rất rõ rệt. Đang khi nói chuyện, đường phong đã vọt tới trước mặt Âu Dương Vũ, trường kiếm độc ảnh vạch ra vài đóa kiếm hoa, bao trùng lấy yếu huyệt trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ vân dạm phong kinh cười nói, đường công tử sử dụng kiếm trước mặt Âu Dương Vũ không phải là lựa chọn sáng suốt. Âu Dương dù chưa tới cảnh giới thiên kiếm, nhưng kiếm pháp thế tục cũng không làm gì được ta, vừa nói vừa vương ngón tay điểm về trước. Đường phong chỉ cảm thấy phía trước một tầng vô hình ngăn trở ngay trước mặt, một kiếm này không làm sao đâm tiếp được, cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Dưới sự hoảng loạn Đường Phong đang định rút kiếm về, Âu Dương Vũ lại thuận thế kéo lại, dưới sự lôi kéo này, một lực hút vô hình truyền đến trực tiếp kéo Đường Phong đến trước mặt y, vẻ mặt Đường Phong hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra sau, sau một khắc, đầu ngón tay của Âu Dương Vũ liền chọc thủng tàn ảnh còn sót lại của Đường Phong để lại, thân pháp thật nhanh, Âu Dương Vũ mở miệng khen, "Đường công tử quả nhiên là nhân trung chi long." Âu Dương thật sự không muốn là đối địch với công tử, không muốn đối địch với ta. Vậy thì giao tinh hồn của nha đầu cho ta, từ nay về sau hóa can qua thành ngọc bích, người ta uống ru nói cười, chẳng phải là sản khoái hay sao? Tội gì mà phải đánh đánh giết dết mặt mũi thương tích, đường phong vừa so chiêu với Âu Dương Vũ vừa nói, Âu Dương Vũ lại gạt đi một kiếm, miễn cười nói, lời đường công tử sai rồi, luận cảnh giới, Âu Dương cao hơn nhiều so với công tử. Tinh hồn của nha đầu ở trên người ta an toàn hơn so với công tử. Muốn giao cũng phải là công tử giao cho ta mới đúng, gừng tuy cay nhưng hành cũng thơm. Âu Dương Tiên Sinh làm sao biết, thành tựu của bản thiếu gia sau này chưa chắc đã kém hơn ngươi, Đường Phong tỏ ra không chút yếu kém, Âu Dương Vũ chậm rãi lắc đầu, nói những lời vô ích này làm gì, công tử và ta đều biết chẳng có ý nghĩa. Đánh đi rồi hãy nói, Đường Phong đáp lời, đúng hợp ý ta, Âu Dương Vũ dùng tay vận kiếm như trước, sát chiêu xuất ra nhiều lần mà thủ pháp của Đường Phong cũng không ngừng kiếm pháp, chỉ pháp, quyền pháp liên tục sử dụng. Nhưng dù vậy, cũng là vô cùng chật vật, thường bị một hai chiêu của Âu Dương Vũ bức đến đường cùng, vô cùng nguy ngập, hơn 10 chiêu xuất ra, đường phong ướt đẫm mồ hôi, cao thủ linh giai quả nhiên là lợi hại. Lần trước có thi thi trợ giúp nên đường phong không có cảm giác cường liệt như thế. Nhưng hiện tại đơn độc chiến đấu với Âu Dương Vũ quả thật khốn khổ không chịu nổi. Kiếm quan sắc bén trên ngón tay đối phương lúc dài lúc ngắn, nên linh hoạt hơn nhiều so với trường kiếm, căn bản không thể phòng bị, nếu không phải tốc độ của Đường Phong nhanh thì sớm đã bị Âu Dương Vũ đâm thủng mười mấy lỗ trên người rồi, hơn nữa Đường Phong dám khẳng định, Âu Dương Vũ còn chưa dùng hết toàn lực, hiện tại y chỉ dùng phân nửa thực lực mà thôi. Nếu y dùng toàn lực, đoán chừng Đường Phong chỉ có nước bỏ chạy, nhưng Đường Phong lại cam tâm vui vẻ như vậy, hiện tại đấu với Âu Dương Vũ, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó trong vòng trăm chiêu không thể bại được vừa lúc để rèn đúc dung hợp giữa cương tâm và duệ kim khí. Tuy rằng cao thủ linh giai tại linh mạch chi địa này không ít, nhưng tận tâm tận lực miễn phí bồi luyện như vậy rất khó tìm. Trận chiến này có chút buồn cười. Âu Dương Vũ không chút sức mẻ chỉ đứng một chỗ, kiếm quan trên đầu ngón tay càng không ngừng vạch từng đường vòng lớn nhỏ đuổi theo, vần quanh cuốn lấy, tầng tầng lớp lớp hoàn toàn vây khốn kiếm thế của đường phong, đưa mắt nhìn tổng thể, hùng tráng đến cực điểm, mà Đường Phong lại giống như con khỉ nhảy lên nhảy xuống, dốc hết toàn lực cũng không thể đột phá ra khỏi võng kiếm của Âu Dương Vũ, thế nhưng tuy rằng như vậy, thần sắc trên mặt Âu Dương Vũ càng lúc càng nghiêm trọng, ngược lại là Đường Phong càng lúc càng bình ổn, thần sắc trên mặt vui mừng liên tục, phản phất giống như nhặt được trên đường một túi tiền, mà trong túi tiền này là một tiền tài cực lớn, Trang Tú Tú vẫn đứng bên ngoài trận chiến quan sát đến ngây người, thực lực của Âu Dương Vũ như nào, nàng vừa nãy đã lĩnh giáo rồi. Thế nhưng đệ tử đường gia này, rõ ràng lại có thể cầm cự lâu đến vậy, hơn nữa càng đánh càng hăng. Tuy rằng vài lần suýt nữa bị thua nhưng tại thời khắc mấu chốt hắn ta lại có thể hóa hiểm thành lành được. Hơn nữa theo thời gian trôi, kim quang trên người hắn ta càng ngày càng mãnh liệt, lực sát thương giữa chiêu thức thu phát tăng lên rõ rệt. Hắn ta chẳng phải là thiên giai hạ phẩm sao? Sao lại có thể đạt được như thế? Mà tên cao thủ linh giai này hết nước rồi. Không đúng, Cao thủ Linh giai này đích xác chưa dùng hết toàn lực. Nhưng Trang Tú Tú tự thấy dù bản thân ra trận chỉ sợ cũng không có được trình độ này, nhiều lắm là chống đỡ được được năm chiêu của cao thủ Linh giai thì sẽ bị thua, tốc độ của hắn ta, lực đạo của hắn ta, quả thực không phải ai cũng có được, trong nháy mắt Trang Tú Tú cảm thấy trong lòng dường như bị sụp đổ. Trong toàn bộ đệ tử trẻ tuổi Linh mạch chi địa, cho tới bây giờ nàng đều cho rằng mình là lợi hại nhất, những đệ tử trẻ tuổi khác chỉ là phế vật không chỉ có các đệ tử trẻ tuổi, thậm chí ngay cả một số lão gia sống trên 80 năm cũng vậy, tuổi lớn như vậy rồi mà chưa thăng cấp lên linh giai, thật là nhục nhã, còn sống làm gì cho lãng phí linh thạch và linh khí, chương 617, truy đuổi. Hai năm trước nàng tiến nhập vào cảnh giới thiên giai thượng phẩm lúc đó 21 tuổi. Nàng chính là thiên chi kiêu tử, hào quang này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy tự ti. Nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất kỳ kẻ nào, cho tới bây giờ chưa một tài tử nào lọc vào pháp nhãn nàng thế nhưng hiện tại nàng hoảng sợ phát hiện vậy mà lại có một người còn xuất sắc hơn cả mình tuy rằng hắn ta chỉ là thiên giai hạ phẩm nhưng dường như còn lợi hại hơn so với mình một chút hơn nữa nhìn hắn ta có phần nhỏ tuổi hơn mình trang tú tú chỉ cảm thấy mình như đang trên mây quan sát chúng sinh trong nháy mắt rơi xuống trong bùn trong lòng chấn động và chua xót trên đời có người như vậy sao mình đã là thiên chi kiêu tử không ai có thể xuất sắc hơn mình tên đệ tử đường gia thiên giai hạ phẩm trước mắt này cũng không thể hai đệ tử trang gia vừa chết kia không đáng để trang tú tú để tâm hiện giờ nàng chỉ để ý một điều đó là muốn đánh một trận với đệ tử đường gia kia lấy sự thật để chứng minh mình lợi hại hơn so với hắn ta vĩnh viễn là mình là người xuất sắc nhất những người khác tất cả chỉ là rác rưởi mà thôi nghĩ tới đây thần sắc của trang tú tú đang đau khổ mờ mịt trong nháy mắt trở nên kiên định đôi mắt nhìn không chớp vào đường phong đang khốn khổ chống đỡ ánh mắt đó giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn chiến đấu đến bây giờ chưa được bao nhiêu thời gian nhưng đường phong cảm giác mình không chống đỡ nổi nữa tuy rằng cương tâm và duệ kim khí nhanh chóng dung hợp làm cho chiêu thức của hắn càng ngày càng có lực sát thương nhưng trông cậy vào những cái đó để đối phó một cao thủ linh giai là hoàn toàn không chút thực tế mà Âu Dương Vũ rõ ràng cũng không kiên nhẫn được nữa, y có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Phong dần dần trở nên mạnh hơn. Sự biến đổi rõ ràng nhất là kim quang trên người đối phương càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sáng. Đường công tử, không phải công tử mượn Âu Dương để luyện chiêu đấy chứ? Âu Dương Vũ nhướng mày, hỏi. Đường Phong cười lớn, tuệ nhãn của Âu Dương tiên sinh thật sáng, sự thật là như vậy, bị người ta nhìn thấy cũng không có gì phải che giấu. Âu Dương Vũ cười khổ lắc đầu. Âu Dương không khéo cả đời, nhất thời hồ đồ, đường công tử thật can đảm, nói xong, sắc mặt liền lạnh xuống, nhưng, Âu Dương đối với tinh hồn của nha đầu là tình thế bắt buộc, đường công tử, hãy coi chừng, vừa dứt lời, đường phong chỉ cảm thấy cả người như có hàng nghìn đao kiếm tăng lên người, ngay cả không khí lưu chuyển cũng trở nên sắc bén, cắt vào da thịt gây đau đớn, thiên kiếm. Tuy rằng Âu Dương Vũ không thể lĩnh ngộ toàn cảnh thiên kiếm, nhưng nói chung cũng chạm tới ngường ban đầu hôm nay thiên kiếm ra uy đường phong liền cảm giác cương khí vận chuyển quanh thân mình mất linh động tác cũng ngừng trệ trước đây tuy rằng từng thấy dịp dĩ khô thi triển thiên kiếm nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi thân không ở trong đó không cảm nhận được uy lực nhưng hiện giờ đường phong bị khí cơ của âu dương vũ khóa cứng trong nháy mắt liền thể nghiêm trực tiếp được sự bá đạo của thiên kiếm âu dương vũ muốn động thật rồi trong lòng đường phong hiểu rõ hơn nữa với thực lực của mình căn bản không thể chiến đấu lại với một cao thủ linh giai đang dốc hết toàn lực y chỉ cần ra mấy chiêu là có thể chế phục mình hiện tại đối chiến với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt đường phong rất nhanh bộc phát cương khí toàn thân cuối cùng cũng thoát khỏi sự uy hiếp của thiên kiếm lập tức đâm ra một kiếm một hư chiêu rồi không quay đầu lại mà chạy trốn ra ngoài muốn chạy ư âu dương vũ hừ một tiếng lấy nhãn lực của hắn đương nhiên là nhìn ra ý đồ của đường phong sao có thể cho hắn toại nguyện chứ thân hình chợt lóe lên định đuổi theo đường phong nào ngờ đúng lúc này một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông tới trước mặt âu dương vũ một thanh trường kiếm mang theo hàng khí vẫy lên một màn kiếm đâm thẳng tới các đại huyệt trên người âu dương vũ âu dương vũ nhướng mày ngón tay điểm liên tục trong nháy mắt đã phá vỡ chiêu kiếm của đối phương liếc xéo về phía mỹ nhân xông lên trước mặt mình tiểu cô nương ngươi muốn gì ngươi không thể giết hắn sắc mặt trang tú tú trắng bệt, nhưng quật cường trắng trước mặt Âu Dương Vũ, theo ta được biết, ngày hôm nay các ngươi gặp mặt lần đầu đúng không? Không có giao tình, vì sao ngươi phải cứu hắn? Âu Dương Vũ nheo mắt hỏi, không vì sao, dù sao ngươi cũng không thể giết hắn. Trang Tú Tú cũng không biết vì sao mình lại có can đảm đi ngăn cản một cao thủ linh giai, hơn nữa kẻ mình cứu chỉ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả tên của hắn mình cũng không biết. Nếu là trước đây, nàng sẽ không quan tâm đến sống chết của người ngoài họ có chết hay không có liên quan gì đến nàng chứ nhưng ngày hôm nay trang tú tú lại biết nếu nam nhân này chết trong tay cao thủ linh giai vậy thì mình sẽ không có cơ hội nghiệm chứng với hắn rốt cuộc là ai mạnh ai yếu để chứng minh mình là mạnh nhất nam nhân kia tuyệt đối không thể chết được âu dương vũ lắc đầu cũng không động thủ với trang tú tú mà thân hình khẽ nhoáng lên lướt qua bên nàng đuổi theo đường phong còn chưa đi xa sau một trận hàng khí kéo tới, cho dù tính tình Âu Dương Vũ tốt đến mấy cũng có chút giận dữ, ngón tay lật lại điểm tới, trong một tiếng thép kinh hãi, Trang Tú Tú rơi xuống đất, trên khuôn mặt dính đầy bụi đất, nhưng Trang Tú Tú lại từ trên mặt đất đứng lên, cầm bội kiếm trong tay, đôi mắt nhím chầm chầm Âu Dương Vũ, không lùi bước, còn dám xuất thủ đối với ta, đừng trách Âu Dương Vũ hạ thủ không lưu tình, Âu Dương Vũ tàn bạo uy hiếp, Trang Tú Tú nuốt nước miếng, vĩnh môi nói tiền bối vừa nói qua là không giết nữ nhân lẽ nào tiền bối nói mà không giữ lời chẳng lẽ tiền bối vốn là người nói không giữ lời nếu quả thật như vậy tú tú đây dù có chết trong tay tiền bối cũng không có gì để nói âu dương vũ ngạc nhiên tiểu nữ tử này rõ ràng là bắt thấp mình thật sự là đáng trách thế nhưng trên thực tế đúng là vậy âu dương vũ chưa bao giờ giết nữ nhân vừa rồi mình nói chỉ là dọa nàng mà thôi thật sự muốn hắn ra tay giết trang tú tú, hắn cũng không có tâm đó, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng khiêu khích Âu Dương nữa, Âu Dương Vũ oán hận buông một câu, rồi nhanh chóng đuổi theo Đường Phong. Bị nữ nhân này gây trì hoãn, thiếu chút nữa ngay cả bóng của Đường Phong cũng không thấy rồi, Trang Tú Tú nhìn theo lưng của Âu Dương Vũ, khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý mơ hồ, đòn tấn công vừa rồi của nàng chỉ là thử mà thôi, thử xem cao thủ linh giai này có thật là không giết nữ nhân hay không, hiện giờ Nàng đã hoàn toàn có thể xác định, chỉ cần mình không làm gì quá mức, vị tiền bối Âu Dương này tuyệt đối sẽ không giết mình. Chân ngọc nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, Trang Tú Tú không để tâm tới câu nói của Âu Dương Vũ, cũng đuổi theo về hướng Đường Phong. Đường Phong vận toàn bộ lực vắt chân mà chạy, một cao thủ linh giai đuổi theo phía sau, hắn đâu dám không dùng toàn lực. Hơn nữa, phương hướng hắn chạy trốn cũng không phải là đường gia bảo, ở đây cách đường gia bảo cũng không xa, đại khái chỉ có 10 dặm mà thôi. Với tốc độ của Đường Phong, chỉ trong chốc lát là có thể trở lại Đường Gia Bảo, chỉ cần về được Đường Gia Bảo thì bản thân sẽ an toàn. Dù sao Âu Dương Vũ cũng không thể xông vào Đường Gia Bảo để động thủ với hắn, trong đó có bốn vị cao thủ linh giai tọa trấn, nhưng Đường Phong không lựa chọn như vậy, hắn mới từ Đường Gia Bảo đi ra, lại xám xịt chạy quay về, như vậy còn hay ho gì? Nếu thật như vậy, sau này đừng nghĩ ra khỏi bảo nữa đường đỉnh thiên và diệp dĩ khô tuyệt đối sẽ cầm chân hắn. Đây không phải là điều đường phong muốn thấy, huống chi, tuy rằng đường phong đánh không lại Âu Dương Vũ, nhưng tự chạy trốn thì không vấn đề gì, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng có một bóng người bay qua, bị bám theo các bay đá chạy, hơn nữa đạo nhân ảnh này còn để lại một đường tàn ảnh thật dài, nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi. Mà sau bóng người kia vượt qua không lâu Lại xẹt qua một bóng người Ngay sau đó lại thêm một người nữa. Ba người trước sau đuổi nhau, so sánh tốc độ rõ ràng Âu Dương Vũ là nhanh nhất, đã dần dần thu hẹp lại khoảng cách với đường phong, còn lại Trang Tú Tú là chậm nhất, từ từ đã bị Âu Dương Vũ bỏ lại. Chưa tới một canh giờ, đường phong đã chạy được 300 dặm, hắn chọn những nơi hoang vu ít dấu chân người để chạy trốn, cũng không biết rốt cuộc mình đã chạy đến nơi nào rồi, mà lúc này, khoảng cách giữa Âu Dương Vũ và đường phong đã thu hẹp lại còn gần một dặm. Đường Phong rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch khi sát khí của Âu Dương Vũ tập trung đến mình. Tiếp qua một canh giờ nữa, khoảng cách giữa hai người đã chưa tới 10 trượng. Âu Dương Vũ ở phía sau kêu to, đường công tử, ngươi chạy không thoát đâu, tội gì chứ, nói còn chưa xong. Trước mặt có vài ám khí lóe lên, Âu Dương Vũ không dừng bước chân, giơ tàn phong kiếm lên vẫy kiếm cản vài cái, vài âm thanh, đinh đinh đinh, vang lên, đợi đến khi Âu Dương Vũ ngăn được phi đao nhìn lại phía trước, đã không còn bóng của đường phong nữa, Âu Dương Vũ chán nản. Vội vã phát lực đuổi theo, y chưa từng phát hiện thiên giai hạ phẩm nào lại khó đối phó như đường phong vậy. Võ công tu luyện của đường phong nhìn lướt qua rất rộng, kiếm pháp, quyền pháp, chỉ pháp, trưởng pháp vân vân, mọi thứ đều hiểu nhưng không phải thứ nào cũng tinh thông, những thứ này luyện đến tinh túy, tổng hợp lại sẽ phát huy được lực sát thương rất lớn. Vừa rồi đánh một trận tuy rằng Âu Dương Vũ chỉ dùng một nửa thực lực của mình, nhưng nếu không phải chiêu thức của Đường Phong biến hóa quá nhanh, Âu Dương Vũ đã bắt được hắn rồi. Hiện tại thì càng khó lường, người thanh niên này phóng ra ám khí, rõ ràng đã đạt tới trình độ cấp tông sư rồi. Cấp độ của sự xảo quyệt, thủ pháp sắc bén. Trong thiên hạ không mấy ai có thể sánh cùng, rõ ràng hắn chạy phía trước mà đầu chưa từng quay lại, Âu Dương Vũ cũng không hề thấy hắn động tay, nhưng hết lần này tới lần khác ám khí cứ như vậy mà bắn tới mình, buộc mình phải đỡ nhất là khoảng cách đã bị hắn kéo xa, càng khiến cho Âu Dương Vũ kinh hải không ngớt chính là ám khí chứa lực sát thương mạnh kinh người, mỗi một ám khí bắn ra đều lóe kim quang chói mắt, chớp mắt đã bắn tới khó lòng phòng bị. Người thanh niên này đạt lực lượng cương tâm xuất sắc lúc nào, không chỉ một lần từng giáp mặt hắn, nhưng chưa từng thấy hắn dùng lực lượng cương tâm, Âu Dương Vũ có chút khó hiểu, cuộc truy đuổi vẫn không ngừng nghỉ, đã qua một ngày mà tốc độ của Đường Phong không hề giảm, mặt không đỏ, tìm không đập âu dương vũ vô cùng phiền muộn nghĩ đến vỡ đầu trên đời này làm gì có thiên giai hạ phẩm như hắn vậy chạy một ngày đêm sẽ tiêu hao cương khí cực lớn một thiên giai hạ phẩm căn bản không có khả năng chống đỡ một thời gian dài như vậy cương khí trong đan điền sẽ ngày một khô kiệt tốc độ chạy đương nhiên sẽ dần chậm đi thế nhưng đương phong căn bản không có dấu hiệu này âu dương vũ đương nhiên không biết đường phong sớm đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mặc dù là đang chạy trốn trên đường vô thường quyết tự chủ lưu chuyển không ngừng hấp thụ linh khí quanh người chuyển hóa thành cương khí cho bản thân. Hơn nữa đường phong dùng một viên cửu hoàng đan, trong nửa canh giờ có thể tự khôi phục 4 năm thành cương khí, nên cương khí trong kinh mạch vẫn chưa từng hao tổn, đâu có hiện tượng khô kiệt, có thể mạnh dạng mà nói. Dù cương khí của Âu Dương Vũ khô kiệt thì đường phong cũng sẽ không. Một cao thủ linh giai đuổi theo một thiên giai hạ phẩm một ngày đêm mà không đuổi được. Điều này thật nhục nhã. Âu Dương Vũ nảy sinh sự quyết tâm lớn, bất kể phát lực cương khí tiêu hao bao nhiêu trong thời gian ngắn cùng phải thu hẹp lại khoảng cách với đường phong. Lúc này bất chấp cái gì mà lớn ức hiếp bé, thắng mà không võ, tàn phong kiếm rốt cuộc đã rời võ, khí thế uy áp linh dai thình lình giáng xuống, ép tới mức đường phong đang chạy phía trước phải ngừng lại. Âu Dương Vũ thừa cơ đuổi theo, trường kiếm trên tay vạch một màn kiếm từ phía sau bao trùm lấy đường phong, cảm giác được sát khí lành lạnh ở phía sau cùng lúc tấn công tới. Đường Phong cũng không dám đưa lưng về phía Âu Dương Vũ, một kích toàn lực của cao thủ linh giai căn bản không thể nào tránh được, chỉ có thể kiên cường đỡ lấy, bỗng nhiên xoay người lại, sắc mặt Đường Phong trở nên nghiêm trọng, trường kiếm độc ảnh dựng thẳng lên trước mặt, mắt trái trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng xanh thẳm như biển sâu huyền băng, nhiệt độ trong vòng hơn 10 trượng lập tức hạ thấp xuống, Âu Dương Vũ đang ra sát chiêu bắt gặp hai tròng mắt của Đường Phong, động tác bất chợt ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện đôi mắt kia của đường phong, chỉ có mắt phải là bình thường, còn mắt trái lại xanh thẳm tĩnh lặng, mà giữa con ngươi sự xanh thẳm tĩnh lặng này có màu tím hẹp dài, tỏa ra ánh sáng làm kẻ khác khiếp hải, làm cho trong lòng sản sinh ra một loại hàng ý, ngạo tuyết. Mai ngạo vu tuyết khu tà ma, ngón tay của đường phong lướt lên thân kiếm độc ảnh, tứ quý kiếm pháp đông kiếm xuất ra, bao vây quanh người, gió lạnh gào thét, hàng băng kình khí hóa thành năng lượng lưu chuyển mà mắt thường không thể nhìn thấy, bao vây quanh người đường phong, đồng thời thân hình nhanh chóng lay động, lắc lư. Một chiêu này mạnh mẽ hung hãn không gì sánh được, lợi dụng kình khí hàng băng huy động kiếm chiêu, phòng ngự quanh mình kín không một kẻ hở, là một chiêu trong đông kiếm của tứ quý kiếm pháp, chương 618, Vân Hải mang mang. Lúc đường phong đánh chết ngũ trưởng lão hàng gia trong bạch đế bí cảnh đã luyện tập rồi, chỉ là thời gian vừa qua hắn vẫn chưa tu luyện sâu, hơn nữa trước khi dùng linh lung biến cương đan hắn căn bản không tương xứng với cương khí hàng băng để thúc đẩy kiếm chiêu này thế nhưng hiện tại để bảo toàn tính mạng trên tay âu dương vũ không thể không sử dụng lực lượng cương tâm băng hệ đánh ra ngạo tuyết kiếm thế thiên kiếm của âu dương vũ như mưa rền gió giữ đánh tới đường phong tàn phong kiếm tạo thành vô số kiếm ảnh mà đường phong lại đứng sững sừng tại chỗ thân hình chập chờn như mai vàng trong gió lạnh gào thét mặc dù lắc lư bất định nhưng vẫn vững vàng không ngã Ánh mắt Âu Dương Vũ trở nên kinh ngạc, lập tức mừng như điên, cao giọng nói: "Kiếm pháp hay, có thể được chuyên gia kiếm thuật là Âu Dương Vũ khen thưởng kiếm pháp chắc chắn là không kém. Hơn nữa, đây còn chỉ là một chiêu trong Đông kiếm mà thôi, nếu như có thể thi triển dung hợp được toàn bộ tứ quý kiếm pháp, đó chính là siêu việt thiên giai, đạt tới tầng võ học linh giai. Tuy nhiên Đường Phong chưa có bản lĩnh này, hắn cần phải tới Bạch Đế bí cảnh, mượn Bạch Đế án mới có thể thi triển ra tứ quý kiếm pháp hoàn chỉnh." trong tiếng tán thường. Hàng băng kình khí quanh thân đường phong ầm ầm vỡ, một chiêu b này tuy rằng là một chiêu cường hãn nhất nhưng trước mặt Âu Dương Vũ cũng không giữ vững được bao nhiêu, kiếm thế ngạo tuyết bị phá. Đường phong chỉ cảm thấy một luồng sát khí chém tới trước mặt. Dưới nguy hiểm đành phải biến chiêu, thiên hàng, thiên tương sương hàng điểu phi tuyệt, nhiệt độ ấm áp bốn phía lại hạ xuống rất thấp, bất luận là đường phong hay là Âu Dương Vũ, hơi thở thở ra đều biến thành sương trấn mặt đất tức thì đông cứng lại vang lên tiếng răng rắc, cứng rắn không gì sánh được, độc ảnh kiếm và tàn phong kiếm giao nhau giữa không trung. Đường phong dựa vào lực đạo vô cùng khổng lồ mới khiến tàn phong kiếm lệch đi, thế nhưng cùng lúc đó, một luồng kiếm ý sắc bén xuyên qua tàn phong kiếm truyền vào độc kiếm ảnh, trực tiếp đánh vào bàn tay đang cầm kiếm của đường phong. Đường phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bay ngược ra ngoài, cánh tay trong tức khắc cứng đơ, đau đớn như kim châm, hơn nữa còn không có chút khí lực nào nhất lên nổi đang ở giữa không trung đường phong chuyển độc ảnh kiếm sang tay trái mạnh mẽ vung lên phía trước một đường kiếm quan hình ánh trăng bay ra thừa dịp lúc âu dương vũ a, a kiếm lên đỡ thì quay người bỏ chạy lần giao phong này đường phong ăn thiệt thòi tuy nhiên tốt xấu gì cũng đã kéo dài bước tiến của kẻ địch một chút âu dương vũ đang định đuổi theo trang tú tú từ phía sau mang theo một luồng hàng khí một kiếm đâm tới hắn thân là cao thủ linh giai đương nhiên sẽ không bị Trang Tú Tú đã thương. Hơn nữa một kiếm này của Trang Tú Tú cũng không có sát ý, chỉ là muốn ngăn cản Âu Dương Vũ mà thôi. Một kiếm đánh ra ngăn chiêu kiếm của Trang Tú Tú lại, quay đầu lại liếc nhìn, đã thấy nữ tử này há miệng thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Rõ ràng là đuổi theo một ngày một đêm tiêu hao không ít, có chút mệt nhọc rồi. Nhưng dù vậy nàng giống như cao dáng dính chặt lấy phía sau hai người, tiểu cô nương. Ngươi thực sự khiến người ta chán ghét." Âu Dương Vũ nhìn Trang Tú Tú châm rãi lắc đầu, tiền bối quá khen. Trang Tú Tú mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói, "Còn nói nàng được gì nữa?" Âu Dương Vũ mấp máy môi, quán hận trừng mắt với nàng, lại bật người lên đuổi theo Đường Phong. Ba ngày qua đi, Đường Phong đã hoàn toàn lạc hướng tại linh mạch chi địa này. Tuy rằng từ trong âm hồn cao thủ thiên giai của trung gia biết được không ít tin tức, nhưng dù sao mình cũng lần đầu tiên tới đây, đối với hoàn cảnh xung quanh không quá quen thuộc hơn nữa phía sau còn có kẻ địch lớn mạnh đuổi theo lún cuốn không chọn đường nên đường phong cũng không biết rốt cuộc mình chạy đến nơi nào nữa chỉ là càng chạy về phía trước vết chân càng ít đến ngày hôm nay trong vài trăm dặm căn bản không có bóng người ở không có sinh khí phía trước chính là một cánh rừng rậm càng tiện cho việc trốn và chạy trốn đường phong hầu như không hề nghĩ ngợi đâm đầu vào đó ba ngày này Đường Phong vẫn luôn hóa giải kiếm khí của Âu Dương Vũ đánh vào trong cơ thể mình, tới hôm nay đã hoàn toàn hóa giải hết. Không hổ là kiếm khí của cao thủ linh giai, muốn đuổi trừ thật không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa Đường Phong vừa chạy trốn vừa làm chuyện này, căn bản không thể toàn lực ứng phó, cho nên mới mất thời gian dài như vậy, tuy nhiên hóa giải là hóa giải, tốc độ của Đường Phong vẫn không hề giảm. Âu Dương Vũ đuổi theo sau hắn phải nói là khổ không chịu nổi. Đuổi theo không kịp, mà dù đuổi kịp đối phương lại dùng ám khí ngăn cản bước tiến của mình khiến mình lại phải kéo dài khoảng cách với hắn âu dương vũ nghĩ hiện tại mình có chút đâm lao phải theo lao theo lý mà nói một cao thủ linh giai đối phó với một thiên giai hạ phẩm hầu như chỉ là chuyện di chuyển động thủ thế nhưng xảy ra trên người hắn lại khiến âu dương vũ vừa oán hận vừa buồn cười hắn cảm giác mình giống như con khỉ bị đùa bờn đáng trách chính là nữ nhân đuổi đàn sau mình rõ ràng thực lực không cao đuối theo đỏ mặt tía tai nhưng nàng vậy mà cứ như là cái đuôi của chính mình không làm cách nào rù bỏ được nữ tử và tiểu nhân khó đều khó dạy âu dương vũ thật không biết mình đắc tội gì với nàng là giết hai thủ hạ của nàng sao nhưng xem bộ dạng của nàng căn bản không hề quan tâm sự sống chết của hai tên đó tư lự muôn vàng tâm trạng âu dương vũ có chút chán chưởng tuy nhiên thấy đường phong tiến vào khu rừng rậm hắn cũng đuổi theo vào chẳng mấy chốc Trang Tú Tú cũng đi tới bên ngoài rừng rậm. Chỉ là nàng lại dừng bước lại, vừa thở hổn hển vừa chăm chú nhìn rừng rậm. Nét mặt lộ vẻ hơi do dự. Một lát sau, Trang Tú Tú cắn răng cũng chui vào trong rừng rậm, Đường Phong tiến vào khu rừng rậm trước tiên thì cảm giác nơi này có chút không bình thường, thế nhưng rốt cuộc chỗ nào không bình thường Đường Phong lại không nói rõ được. Đó chỉ là một loại cảm giác của tiềm thức, càng tiến vào trong cảm giác này càng mãnh liệt toàn thân không kìm được căng cứng lên, chạy trốn về phía trước đại khái chưa tới nửa canh giờ, đường phong đột nhiên cảm thấy một mảnh trắng xóa gì đó phiêu lăng trước mặt mình. Đợi chạy đến gần định thần nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc, bởi vì vật di chuyển giống như sợi bông này lại là biển mây, lúc này đang trôi nổi ở trước mặt mình, có thể chạm tay vào được, mà ngay phía trước mình, rõ ràng là tử lộ. Nơi đó là một vách vực rộng chừng hơn 10 dặm. Ngoài 10 dặm ra, cũng là một khu rừng rậm. Hình dạng đất kiểu này giống như là có người dùng đao chém mặt đất ra làm đôi, ở chính giữa hình thành vết nứt cực kỳ to lớn, bề rộng của đường nước này chừng hơn 10 dặm, dài không biết bao nhiêu, xung quanh đường phong căn bản không thấy gì, phía trên vách vực tràn đầy mây mù kín giống như biển mây trước mắt vậy, cuồn cuộn chuyển động, vô cùng đồ sộ, độ rộng bên trong hơn 10 dặm, với thực lực của đường phong mà muốn bay qua cũng không phải là chuyện khó, chỉ là tiêu hao chút cương khí mà thôi. Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? Đường Phong phát hiện mình từ trong trí nhớ của thiên gia trung gia này dĩ nhiên chưa từng thấy vị trí đặc biệt nào như thế này, bọn họ trong linh mạch chi địa cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh, không lý nào bọn họ không biết. Tuy nhiên đại khái cũng liên quan đến việc có khả năng mình có xem xét chưa tỉ mỉ, dù sao mình tra tìm ký ức bọn họ cũng chỉ là tìm thực lực và báu vật của trung gia cất giữ mà thôi, không có khả năng nhìn một lần ký ức toàn bộ cuộc đời họ được. Đang suy tư, Phía sau bỗng truyền đến tiếng động, Đường Phong quay đầu lại, thấy trên mặt Âu Dương Vũ lộ vẻ cười khổ đuổi theo, rất nhanh thì tới gần Đường Phong, nói: "Đường công tử, hãy đưa tinh hồn của nha đầu cho ta, Âu Dương sẽ đi ngay." "Công tử cũng không cần phải cực khổ như vậy, sau này gặp mặt, mọi người đều là bằng hữu." Đường Phong cười lớn, "Âu Dương tiên sinh, bản thiếu gia nói một không nói lần ba, muốn tinh hồn của nha đầu, có bản lĩnh thì tới lấy, còn muốn ta chấp tay dâng lên?" đừng si tâm vọng tường. Nói xong, đường phong vận cương khí, xoay người chạy về phía vách vực, bay thẳng sang bên vách đối diện. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đề thân tung mình không buông tha đuổi theo. Bay về phía trước chưa tới khoảng cách 10 trượng, sắc mặt đường phong đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó toàn thân như dây diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống, chân tay lún cuốn lại thủy chung không bình ổn được thân hình của mình, thảm rồi. Sao lúc này lại không vận được cương khí? Đường Phong không tin tà lại thử một lần nữa, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn phát hiện cương khí toàn thân hoàn toàn không lay chuyển, tuy rằng vẫn đang lưu chuyển trong kinh mạch nhưng không sử dụng được, sao vậy chứ? Đây chẳng phải là muốn mạng của thiếu gia sao? Lúc này nếu Âu Dương Vũ đâm một kiếm tới, vậy thì mình chết chắc rồi, lúc Đường Phong rơi nhanh xuống ngẩng lên nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, đã thấy vị cao thủ linh giai lúc này cũng đang vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt, kinh hoảng như con vịt chết hai tay hai chân không ngừng giãy dụa, rồi lập tức rơi xuống theo sát chính mình. Tốc độ rơi xuống rất nhanh, đường phong chỉ nghe bên tai có tiếng cuồng phong gào thét, da mặt bị gió sắc như đau cắt vào đau rát, bốn phía không có chỗ để mượn lực, có chỉ là biển mây trắng xóa, trong ba thước không thể nhận ra hoàn cảnh. Đại khái trong khoảng thời gian 20 hơi thở, cảnh sắc trước mắt biển đổi, biển mây mênh mông đã biến mất mà mình vẫn đang rơi xuống. Cuối đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là một mảnh rừng thông, rừng cây xanh mởn dạt dào khiến đường phong không nói được một lời chính là khoảng cách độ cao tới mặt đất ít nhất là trên trăm trượng từ độ cao như vậy mà nhanh chóng rơi xuống đập vào mặt đất cho dù với tố chất thân thể của đường phong cũng không chịu nổi tình huống ngày hôm nay quá mức quỷ dị đường phong không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng thấy tình hình của âu dương vũ đoán chừng cũng gặp cảnh ngộ giống mình hiện tại chỉ có thể nghĩ cách làm thế nào để giảm tốc độ xa xuống của mình đừng để mình ngã chết dưới mặt đất cương khí toàn thân dường như đã mất hẳn căn bản không thể sử dụng đường phong nheo mắt tìm nơi mình sẽ rơi xuống mới liếc mắt đường phong đã thấy một tán cây rất lớn giống như cây nấm che ở ngay phía dưới ổn rồi đường phong không tự chủ khẽ thở vào một hơi tuy rằng hiện tại không có chỗ mượn lực nhưng chỉ cần phía dưới có tán cây ngăn cản lực đạo rơi xuống một chút thì đường phong chắc chắn mình sẽ an toàn chạm đất tinh thần tạm yên tâm tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua âu dương vũ khoảng cách người này cũng không quá xa, đại khái chừng năm trượng mà thôi, nhưng nhìn lại, đường phong thấy đau buồn thay cho hắn, bởi vì vị trí nơi Âu Dương Vũ rơi xuống không có tán cây ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì để có thể mượn lực, hơn nữa trên mặt đất còn có một khối đá rất lớn, tảng đá kia mặc dù cách khá xa nhưng đường phong có thể thấy rõ góc đá sắc bén, giống như một cây giáo đang dựng thẳng lên trên, hơn nữa theo tỷ lệ phán đoán, tảng đá kia nhất định là cứng rắn không gì sánh được. Nếu Âu Dương Vũ chẳng may rơi xuống tảng đá này, nhất định đầu rơi máu chảy, nói không chừng còn đi đời nhà ma. Kết cục này thật sự quá tàn nhẫn mà, vừa nghĩ đến việc cao thủ linh giai sắp rơi xuống vỡ tan như thủy tinh, Đường Phong cảm thấy hơi buồn cười, đại khái chắc là kiểu chết bi kịch nhất trên lịch sử, so với trung sơn còn oan uổng hơn, đoán chừng Âu Dương Vũ đang tìm nơi mượn lực, càng phát hiện ra tình cảnh ngượng ngùng của mình, nhận thấy ánh mắt của Đường Phong liền quay đầu nhìn lại hắn. Đường Phong đắc ý nhíu mày đối với hắn, che miệng không cho gió mạnh thổi vào miệng, nói, có câu thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, là thời gian chua tới, Âu Dương tiên sinh, người có từng nghe qua trời tạo nghiệp còn có thể sống, người tự tạo nghiệp thì không thể tha chưa, yên tâm đi, bản thiếu gia tốt xấu gì cũng quen biết ngươi một thời gian, chờ ngươi qua đời rồi, ta nhất định sẽ chôn thi thể của ngươi, dựng một tấm bia cho mộ ngươi, khắc lên đại danh cho ngươi, hàng năm ta sẽ đốt tiền vàng cho ngươi, dứt lời, lại thở dài thật sâu, trời ghen ghét anh tài mà. Âu Dương tiên sinh, sau khi ngươi chết hãy cho ta tàn phong kiếm, còn bảo bối gì nữa không? Cứ đưa hết cho ta bảo quản là được. Dù sao ngươi cũng không sử dụng đến nữa, đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của đường phong, Âu Dương vũ mỉm cười lại, lúc này khoảng cách của hai người tới mặt đất gần 40 trượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay sau đó, Đường Phong phát hiện vẻ mặt Âu Dương Vũ không để tâm cười thắt lưng của mình ra, giữa lúc hắn đang không rõ đối phương muốn làm gì, Âu Dương Vũ cười, đường công tử, có một câu nói là mệnh do ta không phải do trời. Âu Dương không dễ dàng chết như vậy đâu, ngược lại để cho đường công tử phí sức thương xót rồi, trong nháy mắt sắc mặt đường Phong sầm xuống, hắn không hiểu vì sao đến giờ Âu Dương Vũ lại thư thái như vậy, khoảng cách với mặt đất còn gần 20 trượng, thấy Âu Dương Vũ sắp rơi xuống nhưng đúng lúc này hắn lại đột nhiên quảng dây lưng chính mình vừa cởi, ném về phía đường phong, không hổ là cao thủ linh giai, mặc dù không thể vận cương khí, mặc dù lúc này gió mạnh gào thét, lực cản rất lớn mà hắn vẫn chuẩn xác dùng dây lưng quấn chặt lấy đường phong, lập tức, Âu Dương Vũ mỉm cười thò tay kéo, sắc mặt đường phong biến đổi, nếu như bị hắn kéo qua đó, vậy kết cục của hai người chẳng phải là đồng quy vu tận rồi, chương 619, Vân Hải Chi Nhai. Hoảng loạn, đường phong vội kéo lại cáo già âu dương vũ đương nhiên là không dùng lực để mặt đường phong kéo qua trong nháy mắt đã kéo đến bên cạnh hắn đường công tử làm phiền rồi âu dương vũ ôm quyền cảm kích nói sắc mặt đường phong hết xanh lại đen hối hận muốn chết tán cây phía dưới cách đó không xa lúc này hai người ai cũng bất chấp xuất thủ với đối phương trong nháy mắt rơi xuống tán cây hai tay nắm chặt một cành cây cố sức giữ chặt tự kéo chính mình rắc rắc liên tiếp những âm thanh truyền đến Vô số cành cây bởi vì không chịu nổi lực rơi xuống của hai người mà bị gãy, hai người cũng lăn như hồ lô, từ trên tán cây một đường lăn xuống ngã trên mặt đất, trong giây lát ngã xuống mặt đất, đường phong cũng bất chấp sự đau đớn trên người, bật người lên tránh ra xa vài bước, hầm hầm nhìn Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ cũng trợn mắt nghe răng, nhưng động tác của hắn ưu nhã hơn nhiều, thông thả đứng lên, phủi bụi trên người, lúc này mới chậm rãi cầm chiếc đai lưng đã cởi một lần nữa thắt lại đường phong theo dõi hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đai lưng của Âu Dương tiên sinh thật dài đó, vừa rồi cách hắn ít nhất vài trượng, vậy mà lại bị hắn dùng đai lưng trói lấy, quả thật là vô cùng nhục nhã. Âu Dương Vũ cười nói, eo của Âu Dương dài, cho nên dùng vải nhiều để mình trông tuấn lãng hơn một chút, lại không hề nghĩ còn có tác dụng như vậy. Đường công tử, trên đầu ngươi có vài lá cây kìa, mũi đường phong phun ra hơi nóng, quán hận nhìn hắn một lúc lâu mới lấy hết lá cây trên đầu xuống, nghiến răng trèo trèo nói, Âu Dương Vũ, bất kể thế nào, vừa rồi coi như bản công tử đã cứu ngươi một mạng, không phải vậy, Âu Dương Vũ lắc đầu, vừa rồi đường công tử ước gì Âu Dương chết, là Âu Dương cầu sinh thành công, không liên quan gì đến ngươi, trắm thối. Nếu không phải bản công tử lòng dạ từ bi, lôi ngươi theo, hiện giờ ngươi đã sớm máu thịt lẫn lộn rồi, nhắc đến đường phong càng tức giận, trong lòng càng hận, nếu đường công tử muốn nói như vậy, Vậy thì Âu Dương ta thiếu ngươi một nhân tình rồi, nhân tình này, có câu nói thiếu nợ thì phải trả tiền, một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo đáp lại lý lẽ bất di bất dịch. Ân cứu mạng thì lấy thân báo đáp, lấy thân báo đáp thì không cần, ngươi chỉ giao tinh hồn của nha đầu cho ta, từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ nhau. Đường Phong ra giá, Đường công tử đang uy hiếp người khác báo ân, Âu Dương Vũ không kiềm chế được bật cười, đúng, Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Hai người đang nói nói, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, Đường Phong và Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng người xinh đẹp giống như hai người vừa rồi vậy đang dương nanh múa vuốt từ trên bầu trời rơi xuống, khiến cho Đường Phong kinh ngạc chính là, nữ nhân này là Trang Tú Tú vừa rồi ngẫu nhiên đụng phải ở bên ngoài đường gia bảo. Lúc này nàng đang trong tư thế đầu dưới chân trên lộn nhào xa xuống, đây là sao nhỉ? Đường Phong không hiểu, tuy rằng không hiểu, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn người khác ngã chết trước mặt mình. Tuy rằng hắn không quen nhìn trang tú tú ven váo sai khiến, nhưng hai người dù sao cũng không có thù hận, bảo hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn không làm được, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ một chút, Âu Dương Vũ nhún vai, nữ nhân này quá đáng ghét, đuổi theo ta bốn ngày bốn đêm, Âu Dương ước gì nàng ngã chết, trông cậy vào hắn ra tay cứu giúp là không thể rồi, rơi vào đường cùng đường phong đành phải chạy tới vị trí trang tú tú sẽ rơi xuống. Hai chân dẫm mạnh lên mặt đất lực lượng cuồng bạo dâng lên, bụi bặm trên đất bung lên, đất cứng đã bị Đường Phong dẫm thành hai vết chân voi, tinh thần trầm ổn, dùng lực ở eo, Đường Phong khẽ cong người, ngay lúc Trang Tú Tú rơi tới trước mặt mình liền đưa tay ra, chuẩn xác bắt được hai cánh tay của nàng. Trong nháy mắt Trang Tú Tú và Đường Phong cùng kêu lên đau đớn, thân thể Đường Phong tức thì bị đụng phải hơi ngửa ra sau, cũng may đúng lúc hắn điều chỉnh trọng tâm mới không ngã. Lập tức kéo nàng sang một bên, toàn thân xoay tròn rất mạnh, mang theo thân thể trang tú tú nhẹ nhàng lộn mấy vòng tròn lớn, rắc rắc, vài tiếng dòng vang lên từ cánh tay trang tú tú, rõ ràng là đã bị gãy xương. Thực lực của nàng dù là thiên giai thượng phẩm nhưng cũng là một nữ nhân, tố chất thân thể sao bị được với đường phong, lãng vài vòng, cuối cùng cũng giảm bất lực đạo xa xuống của trang tú tú. Lúc này đường phong mới buông hai cánh tay nàng ra, nữ nhân này tức khắc choáng váng như con chim nhỏ lão đảo vài bước rồi ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệt, một lát vẫn không dậy được. chúc mừng đường công tử lại cứu thêm một mạng. âu dương vũ đứng ở bên chúc mừng, đường công tử có thể bảo nàng lấy thân báo đáp, tư sắc tiểu cô nương này cũng được, thực lực càng khá, có thể miễn cưỡng xứng với ngươi. đường phong hậm hực lườm y, rồi quay lại nhìn trang tú tú, nếu nữ nhân này là tiểu thư trang gia, nói không chừng biết nơi quỷ dị này cũng nên. đường phong đợi mất một lát trang tú tú lúc này mới mơ màng hồi phục lại tinh thần hai tay của nàng gập lại bên người một chút khí lực cũng không dùng được bội kiếm trên tay cũng vứt trên mặt đất chậm rãi đứng lên nhìn đường phong và liếc âu dương vũ tiếp đó gật đầu với đường phong cảm tạ vừa rồi nếu không phải đường phong ra tay cứu giúp nàng thật sự chết chắc rồi đường phong nhíu mày nhìn hai tay của trang tú tú đi tới phía trước nắm lấy một cánh tay của nàng toàn thân trang tú tú rung lên cắn môi không phản kháng có chút đau cố chịu đi, đường phong đang nói liền mạnh tay dùng lực, theo một tiếng rắc rắc vang lên, canh tay trang tú tú một lần nữa được bẻ khớp trở lại, một cánh tay kia cũng làm hắn như thế, phương pháp của đường phong nhanh gọn, trang tú tú cũng kiên cường, không kêu một tiếng, đây là đâu, đường phong lúc kết thúc mới mở miệng hỏi, trang tú tú liếc nhìn hai người, kinh ngạc nói, các ngươi không biết đây là đâu, sao còn nhảy xuống, bằng thừa, đường phong kinh kinh, nếu biết thì nhảy xuống sao ta vốn nghĩ bay qua được, Âu Dương Vũ sờ sờ mũi, ta cũng vậy, Trang Tú Tú bị lời nói của Đường Phong mà có chút tức giận nhưng cố nén, đổi lại là nam nhân khác nói như vậy với nàng, nàng đã một kiếm đâm cho rồi. Nhưng thực lực Đường Phong không kém gì mình, hơn nữa lại vừa cứu mình một mạng, nàng sao thể nổi giận, Vân Hải chi nhai. Nơi đây là hiểm cảnh lớn nhất trong linh mạch chi địa, Trang Tú Tú mở miệng giải thích, khoảng không trên đoạn nhai này là vùng biển mây có tác dụng khống chế cương khí. Bất luận kẻ nào tới đây rồi đều không thể sử dụng cương khí. Trước đó ta cũng nghe nói nhưng chưa từng đến nơi này. Chương 620, áp chế Âu Dương Vũ. Khống chế cương khí, đường phong trao mày, khẽ liếc nhìn Âu Dương Vũ, đã thấy thần sắc đối phương cũng hơi nghiêm trọng. Trang tú tú gật đầu, cao thủ linh giai cũng không thể vận dụng. Đường phong xấu xa nhìn Âu Dương Vũ, đôi mắt tòa sáng lấp lánh. Âu Dương Vũ khẽ động khóe miệng cười với hắn, lời, đương nhiên là không thể vận dụng rồi. Bằng không sao là hiểm cảnh được. Động não đi có được không? Cuối cùng Trang Tú Tú cũng đợi được cơ hội nói móc đường phong. Đường phong ngửa mặt lên trời cười ha ha, Âu Dương Vũ bất đắc dĩ tục cùng vuốt vuốt chấp mũi. Trong tiếng cười, đường phong nắm tay lại kêu răng rắc, nham hiểm nói, Âu Dương tiên sinh, luận cảnh giới tu vi, bản thiếu gia không bằng ngươi, nhưng hôm nay hai ta không thể vận dụng cương khí, vậy nếu như đánh nhau, ngươi nghĩ ai trong chúng ta sẽ thắng, bị người này đuổi 4 ngày 4 đêm, đường phong đã nghẹn lửa giận lắm rồi, hôm nay răng nanh của hắn đã bị nhổ, đường phong còn gì phải e ngại, Âu Dương Vũ có thể đuổi đường phong thảm đến vậy, cái dựa vào lớn nhất chẳng phải là thực lực linh dai hay sao. Mà nếu không vận dụng cương khí được, vậy so đấu chính là lực đạo, tốc độ, năng lực phản ứng của bản thân, những thứ này đều là tố chất cơ bản nhất của cơ thể là sở trường đặc biệt nhất của đường phong. Âu Dương Vũ nghĩ một đằng trả lời một nẻo, ai thắng ai thua, đánh mới biết được. Âu Dương không muốn kết luận bừa, tuy rằng hắn đã lĩnh giáo tốc độ và lực đạo của Đường Phong, nhưng thân là cao thủ linh giai, sao dễ dàng chịu thừa nhận đối thủ mạnh hơn mình được, chỉ đợi ngươi nói lời này thôi. Trong tiếng cười gằn, bước chân Đường Phong xê dịch, vọt mạnh tới trước Âu Dương Vũ, độc ảnh kiếm đã đổi thành cùng lôi đao, mạnh mẽ bổ tới trước, không có cương khí phụ trợ, chỉ đơn thuần so đấu tố chất cơ thể mà nói rõ ràng khảm đau dày nặng càng phát huy ưu thế lực đạo của đường phong. Âu Dương Vũ vội dơ tàn phong kiếm lên đỡ, một tiếng vang chấn động, toàn thân Âu Dương Vũ không kìm được thụt xuống, hai chân dẫm trên mặt đất để lại vết chân sâu ba tấc, bụi nổi lên bốn phía, trang tú tú bịt mũi miệng, giật lùi lại cách với hai người, đứng một bên để xem, cùng lôi đao bị Âu Dương Vũ đỡ, không chỉ như thế, đường phong còn nhạy cảm phát hiện cánh tay đối phương chấn động nhỏ, trường kiếm lay động, đã giảm bớt một phần lực đạo lớn của bản thân, trong lòng Đường Phong biết mặc dù người này không thể vận dụng cương khí, nhưng kiếm thuật tinh diệu, sử dụng kiếm pháp để hóa giải thế tiến công của mình cũng dễ dàng, tức thì nảy sinh ý nghĩ ác độc, không để hắn có cơ hội hỏa hoãn, hai tay cầm đao dùng sức giống như đồ tể chặt thịt liên tiếp đánh xuống, tiếng keng 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 không ngừng bên tai, mỗi một lần đỡ, Âu Dương Vũ đều cảm thấy lực đạo mạnh hung bạo từ trên vũ khí truyền đến, vang dội đến mức khiến cánh tay đau nhức gan bàn tay tê dại, không có tu vi kiếm chiêu lại không có thời gian để sử dụng ra, trong ngực khỏi phải nói vô cùng uất nghẹn, chỉ trong chốc lát, hai chân đã dấn thật sâu vào trong đất, trang tú tú đứng bên canh xem lắc đầu, hai người này, một người là linh giai, một người là thiên giai, chiến đấu không dùng kỳ năng mà nói hoàn toàn chẳng khác gì trẻ con ẩu đã, một người thì lấy đao nện mạnh, một người thì dơ kiếm ra sức đỡ, người tới ta lui, vô cùng sốt ruột, càng nhìn, Thần sắc Trang Tú Tú trở nên nghiêm trọng. Nàng phát hiện hai người này không hề dùng kỳ năng, rõ ràng là thiên giai chiếm thượng phong tuyệt đối, ngược lại linh giai có cảnh giới lẫn thực lực cao hơn rất nhiều kia lại bị động phòng thủ, điều này quả thực có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, thực lực càng mạnh, tố chất cơ thể cũng lại càng cao, tại sao giờ lại ngược hẳn? Tố chất cơ thể thiên giai kia rốt cuộc mạnh tới mức độ gì rồi? Âu Dương Vũ khốn khổ chống đỡ sự tấn công mãnh liệt của Đường Phong trên mặt đối phương càng ngày càng tươi cười mừng rỡ như điên, lực đạo của khảm đao đánh xuống căn bản chỉ có tăng mà không giảm, không hề suy kiệt, đường phong hài lòng muốn chết, cả đời này, nào có cơ hội tốt áp chế một linh giai trở thành bộ dạng như vậy chứ. Hơn nữa đối phương còn không chút sức mẻ đứng yên đó, giống như bia ngắm tập bắt súng, sự quất nghẹn và tức giận của việc bị đuổi bốn ngày bốn đêm đã sớm tiêu tan thành mây khói, hiện tại hắn chỉ có tìm cách là đánh cho Âu Dương Vũ tục vào trong lòng đất. Hắn biết với thực lực của Âu Dương Vũ, mình căn bản không giết chết được y, thế nhưng có thể dùng thảm đao đánh một linh dai đập lúng xuống lòng đất, cũng xem như là một loại nhục nhà vô cùng rồi. Thật sự đến mức độ như vậy mà nói, Âu Dương Vũ sau này gặp mình chỉ có hai kết quả, một là không chết không được, hai là che mặt đi đường vòng. Nhưng với tính tình và tính cách Âu Dương Vũ mà xem, đại khái sẽ là loại kết cục thứ ba, che mặt và không chết không được, cho người có việc cũng không đến gây phiền cho bản thiếu gia cho ngươi lấy lớn ước nhỏ, cho ngươi mơ ước tinh hồn của nha đầu. Đường phong một đao lại một đao, tốc độ nhanh mạnh không gì sánh được, khảm đao nặng mấy trăm cân được hắn vung lên thành đao ảnh, căn bản không thấy rõ thân đao ở đâu, chém đủ nửa canh giờ, hai chân của Âu Dương Vũ từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn lún sâu vào trong đất, mặt đất bốn phía đã xuất hiện vết trạng như tấm mạng nhện, hơn nửa gan bàn tay nơi cầm kiếm của Âu Dương Vũ đã nứt toát, chảy máu, trang tú tú nghẹn họng nhìn trân trối, loại tình huống này rõ ràng nàng không tưởng tượng nổi. Tận đến sau đó một cơn gió tanh đập tới, nàng rốt cuộc mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn, thấy một con báo hoa hình thể giống như con trâu đang trừng hai mắt to như chuông đồng nhìn chăm chú vào mình, giữa cái miệng to lớn không gì sánh được rót ra đầy dịch nước dài tanh hôi, hai hàm răng nanh khô thật dài lóe sáng khiến người ta kinh hãi. Trang tú tú biến sắc, không chút nghĩ ngợi vội chạy tới phía bên đường phong và Âu Dương Vũ, trốn ra sau hai người. Súc kiếm ra khỏi vỏ sẵn sàng đón địch. Đường phong vội bớt thời gian nhìn lại. Lập tức rũ một tiếng. Một đao đang bổ về phía Âu Dương vũ kịp thời xoay chuyển chém ra phía sau mình. Trên hai móng của con báo hoa lớn dấy lên hai ngọn lửa nóng rực, Hung hăng tấn công lên cùng lôi đao của đường phong. Một luồng hơi nóng đập tới trước mặt. Kèm theo đó là lực lượng rất mạnh. Đường phong bị đánh trúng thân thể văng ngược ra ngoài. Con súc sinh này rõ ràng là linh thú thuộc tính hỏa nhưng lại hiểu được trong chiến đấu sử dụng nội đan. Trong lúc đường phong văn đi, con báo lớn liền chuyển ánh mắt sang Âu Dương Vũ, há mồm ngoạm xuống người hắn. Trên mặt đất bùng một tiếng nổ, đã không có đường phong áp chế. Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy tư thế dũng mạnh rút hai chân bị hàm sâu trong lòng đất ra, đồng thời tránh được răng nanh của con báo lớn. Tàn phong kiếm trên tay vung lên, vạch ra nhiều đóa kiếm hoa. Trên người con báo hoa bị cắt vô số vết thương nhỏ, tiếng trống phẫn nộ từ miệng con báo lớn truyền ra, vang vọng đất trời. Âu Dương Vũ lúc đánh với đường phong bị hao tổn khá nhiều, nhưng đối phó với chỉ một con súc sinh này không những khéo léo lại còn thành thạo. Lúc con báo bị đánh thương, hắn càng không ngừng xoay quanh con báo lớn, kiếm thuật tinh diệu rốt cuộc cũng đã được phát huy. Chỉ một lát, trên người con báo lớn đã thêm hơn 10 vết thương. Lúc đường phong rơi xuống đất, hai chân vừa đáp xuống đất lại như mũi tên rời dây cung lao về phía trước. Người đang ở không trung, đường phong ngầm nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng do dự, không biết nhân cơ hội này cùng con báo lớn liên thủ giết Âu Dương Vũ, hay là giết con báo lớn, những ý niệm trong đầu này vừa chuyển, đường phong đã mạnh mẽ chém cùng lôi đao xuống con báo lớn, miệng nói, tàn phong kiếm của Âu Dương tiên sinh quá cùng rồi, giết loại vật này còn phải để bản thiếu gia ra trận, đang khi nói chuyện, một đao chém lên đầu con báo lớn, một vết rách cực lớn xuất hiện, con báo bị chém trúng, thân hình hoàng xuống, kêu thảm một tiếng, máu trên đầu không ngừng chảy. Tuy nhiên sinh mạng của con súc sinh này cũng rất ương ngạnh, bị một chiêu như vậy mà không chết, ngược lại còn bộc phát thú tính, toàn thân phả ra ánh lửa, nhiệt độ xung quanh hơn 10 trượng tăng lên, trang tú tú quát một tiếng, cầm kiếm chém lên, kiếm pháp cũng không kém, chỉ là do không vận dụng được cương khí, lực sát thương của ba người suy giảm mạnh, nhất là Âu Dương Vũ còn có trang tú tú nữa, kiếm pháp vốn là nhẹ nhàng, sát thương không nặng, hiện tại muốn phòng bị liệt hỏa trên người con báo lớn, đương nhiên là không thể xuất thể toàn lực, trái lại đường phong có lực khí mạnh, mặt khác có hai người kiềm chế, mỗi một đao chém xuống đều có thể khiến vết thương con báo sâu thêm, chỉ trong chốc lát, máu trên người con báo chảy đầm đìa, dáng dấp vô cùng thê thảm, hơn 10 phút trôi qua, con báo lớn dù vậy vẫn chưa chết nhưng cũng bắt đầu có ý định rút lui, ba người đường phong đâu để cho nó rút, Âu Dương Vũ quát lên một tiếng, người kiếm hợp nhất, đâm thẳng tàn phong kiếm vào miệng đang mở rộng của con báo, xuyên qua đầu nó con báo cực lớn, rốt cục đã nghiêng ngã ngã xuống. Đường Phong bước nhanh lên chém một đao xuống đầu nó, thò tay vào trong khu khoắn một lúc lấy ra được một viên màu đỏ chói mắt tròn to cờ bằng quả long nhãn, tức khắc hân hoang nói, còn có một quả nội đang lục dai thuộc tính hỏa, mặt mũi trang tú tú trắng bệt nhìn vật đó trên tay đường Phong, bụng miệng chạy sang một bên ra sức nôn khang, lấy ra từ đầu linh thú này xác thực là một nội đang lục dai. Đổi lại là bình thường, ba người ở đây bất luận ai cũng đều dễ dàng chiến thắng nó. Âu Dương Vũ muốn giết nó càng dễ dàng hơn. Nhưng ở dưới Vân Hải chi nhai, dù cả ba người hợp lực cũng mất nhiều công sức, mặt trên là tầng biển mây khó hiểu, đối với tu luyện giả có lực áp chế vô cùng mạnh mẽ, bị con báo lớn quấy rối, trận chiến đấu giữa Đường Phong và Âu Dương Vũ đã sớm kết thúc. Không đóng đinh hắn vào trong lòng đất khiến Đường Phong có chút tiếc nuối, nhưng Đường Phong cũng không muốn đánh tiếp. Tuy rằng tốc độ và lực đạo của mình chiếm chút ưu thế, nhưng để giết được Âu Dương Vũ cũng là chuyện hoang tưởng. Dù sao hắn cũng là một linh, dài, một lát sau, Trang Tú Tú với sắc mặt tái nhợt trở lại, Âu Dương Vũ nhíu mày nhìn nàng, nói, vị cô nương này, không phải ngươi nói chỗ này không thể vận dụng cương khí hay sao? Sao con súc sinh kia lại có thể sử dụng được năng lượng nội đan? Liệt hỏa vừa rồi trên móng và người con báo lớn, rõ ràng là công hiệu của nội đan trang tú tú cũng không thèm nhìn âu dương vũ mà nhìn chăm chú đường phong giải thích ở đây chúng ta không thể vận dụng cương khí nhưng lại không ảnh hưởng đến linh thú hơn nữa dưới vân hải chỉ nhanh này có rất nhiều linh thú lớn mạnh cho nên ở đây rất nguy hiểm ở đây còn có điểm đặc biệt nào khác hay không đường phong hỏi cương khí không thể sử dụng lực lượng cương tâm cũng không thể sử dụng đồng thời cảm nhận cũng bị áp chế nếu không phải như vậy vừa rồi ta cũng sẽ không bị con báo kia đến gần mới phát hiện ra. Nghe xong lời của nàng, Đường Phong và Âu Dương Vũ nhìn nhau, tranh thủ thời gian thí nghiệm một phen. Quả nhiên, đúng như lời của Trang Tú Tú, cảm giác của Đường Phong bây giờ giống như bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Bình thường khi thả ra cảm giác liền nhận biết rõ ràng chu vi 10 dặm xung quanh, nhưng là hiện tại ở trong nơi này, không khí xung quanh dường như trở nên cô đặc lại, hoàn toàn không cảm giác được nửa dặm, nơi đây thật đúng là nguy hiểm người tu luyện ở nơi này bất kể là lực lượng của cương khí hay cương tâm đều không thể sử dụng cảm giác bị áp chế rất nhiều ngược lại linh thú thổ địa ở nơi đây không bị hạn chế chút nào nếu như vừa rồi nhảy ra mấy con linh thú lục giai đường phong cũng phải chạy trốn âu dương vũ cao mày mở miệng nói vị cô nương này nếu cô đã hiểu rõ chỗ này rồi chắc hẳn biết đường ra ở chỗ nào trang tú tú liếc hắn một cái ánh mắt giống như nhìn người ngốc thản nhiên nói không có đường ra người vào vân hải chi nhai vĩnh viễn không thể đi lên chỗ này cách mặt đất tới mấy trăm trượng xung quanh tất cả đều là vách đá vách núi căn bản là không có chỗ để mượn lực hơn nữa ở vân hải chi nhai còn có một luồng lực hút kỳ quái cho dù thân pháp của ngươi tinh diệu ra sao không thể vận dụng cương khí thì không thể chống lại được lực hút này nói cách khác chúng ta bị nhốt ở nơi này cho đến chết rồi âu dương vũ mim cười một tiếng ngươi có thể hiểu như vậy trang tú tú gật đầu hơn trăm năm trước, trong linh mạch chi địa có hai vị cao thủ tuyệt thế, thực lực đều đạt đến linh giai trung phẩm, hai người đại chiến vô tình rơi vào Vân Hải chi nhai, từ đó trong vùng đất linh mạch không còn nghe thấy tin tức của bọn họ, nếu ngươi cho rằng mình mạnh hơn so với họ, cứ việc thử, nhưng mà đừng trách ta không có nhắc ngươi, một khi bị Vân Hải chi nhai hút vào trong, tiếp tục rơi xuống, nói không chừng lại bị ngã chết, Đường Phong trợn mắt nhìn Âu Dương Vũ, trong lòng thầm hận, nếu không phải bị người này đuổi theo mình cũng không hoảng sợ mà chạy tới nơi đây âu dương vũ nở nụ cười trời không tuyệt đường người ta tin chắc chắn có đường ra tùy ngươi trang tú tú nhếch miệng